Ăn được chưa? Hello mấy chị ơi. Chim đang đẹp. Cái gỗ rồi. Hello, hello mấy chị. Xuân Trương nói cái gì chị? Cái gì chị? Vô chia sẻ mấy chị ơi, tặng nè. Chia sẻ like giùm em mấy chị, tặng áo. Để em coi lượt thống kê bao nhiêu lượt chia sẻ. Rồi chia sẻ đi em tặng áo mấy chị ơi. Mới có 8 lượt chia sẻ mấy chị. Lên đi mấy chế. Chia sẻ cho em cái nha. Chia sẻ mấy chị ạ. Chia sẻ cho em. Chia sẻ cho em mấy chị ơi. Chia sẻ cho em tặng quà nha, tặng áo mấy chị ơi. Em tặng cho chị Đan Thùy một áo nè. Chia sẻ em mấy chị. Chia sẻ đi mấy chị. Coi lượt thống kê coi ai chia sẻ nè. Trời ơi có mấy người chia sẻ vậy mấy chị. Huỳnh Hạnh My nè. Chia sẻ cho em nha. Mấy chị chia sẻ cho em cái. Em tặng cho chị Nguyễn Ngọc một áo. Chia sẻ like giùm em mấy chị. Em tặng cho chị Dầu Đặng một áo. Em tặng cho chị Hà Phương nè một áo nè. Chia sẻ like giùm em. Em tặng cho chị nào đây? Huỳnh Hạnh My một áo. Chia sẻ cho em mấy chị. Em tặng cho chị Thu Hoài một áo nè. Em tặng cho Ngọc Trân Lê Giang một áo nè. Ok chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha. Rồi em lên áo viết cho mình luôn nè. Bộ Âu của Yến chị em cũng có luôn nè. Trời ơi áo nó đẹp dã man luôn mấy chị ơi. Áo đẹp dã man luôn mấy chị. 55 đến 80kg bận giùm em áo đang mặc. Nó đẹp phải nói là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Áo đang mặc hàng VIP mấy chị. Hàng xịn sò giùm em cái nha. Để em coi giá nhiều.
đang mặc 220 ngàn. Trời ơi, chị nào không mua tiếp nè. 220 áo đang mặc, nó đẹp dã man luôn chị. 55 80 kg, 220 áo đang mặc, đẹp xịn sò đẹp luôn. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn. Cái áo này về nó quá đẹp luôn á chị. 220 mấy chị mặc tết là ok luôn, ghiền luôn á chứ. Nó có mấy cái à, để em like đầu like cho. Nó đẹp dã man luôn á chị. 220 nha. Đẹp cực kỳ đẹp và dễ thương luôn á chứ. Cái áo nè xịn sò luôn. Ai lấy comment 220 mấy chị yêu ơi. Áo giùm em đi mấy chị. Áo sọc 55 80 kg, 220 cái áo đang mặc nha. Sang đẹp xịn sò mấy chị. Ai lấy comment 220 tiền giùm em cái, vì xịn sò đẹp luôn. Số lượng ít không có nhiều đâu mấy chị. Dung Nguyễn áo ok, áo 22 em bán rẻ cho mấy chị luôn nha, chứ thị trường bán cái áo này 250 mấy chị, 250 270 em bán cho mấy chị 220 ngàn luôn nha. Ok chị Thu Hoài nha, chị Trúc Phương áo 22 ok chị, áo quá đẹp luôn á chị ơi. 220 giùm em một cái áo đẹp xuất sắc giùm em nha. 220 chị Thiên Kim một áo luôn ok chị, áo đẹp quá mấy chị ơi, mua đi mấy chị. À em có màu xanh đen nữa, màu xanh đen nữa mấy chị. Rồi Phương Nguyễn luôn. Ồ, có màu xanh đen nè, nó đẹp xịn sò luôn mấy chị. Không mua tiếp giùm em một cái, nó đẹp giả man cái áo luôn. 220 mấy chị ơi. Em có đen với xanh, đẹp chưa mấy chị? Màu xanh luôn giùm em nha. 220 mấy chị đúng á, mấy chị nhận cái áo này là đẹp nhất nách luôn á. Rồi chúc Phương lấy xanh đen em ơi, đổi lại màu đen với màu xanh đen giùm em, đen với xanh đi mấy chị. 220 một áo. Trời ơi, nhận rồi mấy chị, ghiền quá cái áo này nè, xịn sò luôn á chứ. Giá em bán cho mấy chị bao rẻ luôn nha. Ai lấy comment giùm em 220 xanh với đen đang mặc, cực kỳ xịn luôn mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em. Nguyễn Loan lấy xanh ok chị ơi. Nguyễn Loan xanh, xanh và đen hai màu á chị. 220 ngàn. Thiên Kim lấy xanh luôn ok chị, quá trời đẹp luôn á chứ ơi. Ai lấy áo còn mang đen với xanh giùm em. Áo 220 nha. Áo là đẹp, đẹp nhất nách giùm em một cái. Rồi đỡ mặc Noel mặc Tết đi mấy chị. Đỡ mặc Noel mặc Tết. Trời ơi cái áo nó đẹp lắm mấy chị ơi. Không có thông báo luôn hả? Đỡ mặc Noel mặc Tết 220 giùm em. 55 đổ lên 80 kg, lại mặc rồi giùm em. Màu này em có màu xanh, màu đỏ với màu xanh. Đẹp quá trời đẹp cái áo luôn mấy chị ơi. Hàng xịn sò nha mấy chế nha. Mặc tết đấy chứ, đẹp quá. Trời ơi cái áo này xuất sắc luôn mấy chị. Cái này mà đẹp, đẹp còn hả, cái chất nó ngang ngửa với áo quy, ngang ngửa với áo quy 400 mấy 500 ngàn đó mấy chị, đẹp lắm. Rồi ai lấy comment giùm em nha. Mon mon đỏ xanh xin số điện thoại đi chị. Mon mon đỏ với xanh nè, 220 ngàn. Mon mon gọi điện chốt, không có ai gì. Thủy Đình Nguyễn lấy đỏ nè. Ok chị ơi, 220 với chị. Đẹp quá trời đẹp cái áo luôn. Nhận hàng với chị liền luôn á. Hàng viết với chị ơi. Xanh và đỏ, xanh và đỏ với chị ơi. Xanh với đỏ giùm em nha. Hai màu với chị. Cái áo đẹp dễ mang luôn. Rồi ai lấy đỏ comment đỏ, lấy xanh comment xanh giùm em. 220 cái chất đẹp xịn sò luôn á chị. Xanh đỏ 220. Quốc An lấy xanh, trời đẹp quá trời luôn á, cái chất quá chị ghiền luôn á.
Xanh trước cho Hồng Nguyễn, ok. Có thể thao chờ xíu lên liền. Xanh trước em chốt cho chị Hồng Nguyễn, ok chị. Quốc An lấy xanh chị rồi. Xanh đỏ đi với chị, 220 ngàn. Xanh ok chị Phúc Nhân Hậu, xanh khá rồi. Chị nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Còi đen nha mấy chị, sọc đen 220 sọc đen. Ủa ờ đúng rồi, 22 chọc đen bao rẻ luôn. Sọc đen với sọc xanh 220. Ủa cá này đẹp nhức mắt mấy chị ơi, nó đẹp nhức mắt giùm em cái. Trời ơi, xuất sắc cái áo luôn mấy chế. 55-80kg mặc giùm em nha. Sọc đen và sọc xanh 220 ngàn bao giá cho mấy chị luôn. Không rẻ, không đẹp, không lấy tiền. Mặc mát nha mấy chị nha, không nóng nha. Nóng tặng mấy chị thêm cái nữa, siêu đẹp giùm em cái. Em có màu xanh với màu đen, sọc đen, sọc xanh 220. Cái áo này quá trời đẹp luôn mấy chị. Ai lấy comment giùm em. Sọc xanh sọc đen quá chị ơi, 220 ngàn áo. Còn mấy cái mã này xuất sắc luôn quá chị ơi, đẹp lắm. Ai lấy comment giùm em liền nha. Em lấy mấy cái áo xong rồi em qua cho mấy chị bộ liền nha. Qua bộ xe với chế. Chia sẻ like bấm like giùm em nếu chị ơi. Sọc xanh em chốt cho Trinh Ngọc Lam xanh, ok chị. Chắc đẹp quá trời đẹp, mấy chế không mua mấy chế. Đỏ đô với tím luôn á chị. Xả màu đen trước lấy đen này, Thiên Kim. Hoài hồ lấy xanh. Nhỏ nhỏ ơi. Đỏ đô mấy chị, quá trời đẹp. Đỏ đô và tím mẫu này. Đỏ đô gấu với tím. Chia sẻ like mình nghe mấy chị ơi. Ờ nó đẹp nè mấy chị ơi. Xuất sắc luôn mấy chế. Đỏ đô và tím 55 đến 80kg mặc giùm em nha. Mon đỏ đô là lấy tím nè. Đỏ đô với tím luôn. Không có nhiều đâu mấy chị, quá trời đẹp. Cái áo thịnh sò luôn mấy chế. Ai lấy đỏ đô của mình đỏ đô, lấy tím của mình tím. Trời ơi nhận hàng là ghiền luôn mấy chị, cái chất của nó quá đẹp luôn. Đỏ đô và tím mấy chị ơi, 220 ngàn. Thiên Kim lấy tím, ok chị. Bao giá cho mấy chị luôn nha. Chia sẻ like mấy chị ơi. Đỏ đô và tím giùm em. Sang ơi là sang luôn á chứ. Cái chất của nó đẹp sành sò giùm em. Đỏ đô và tím 220. Ai lấy áo comment áo giùm em cả. Chia sẻ bấm like giùm em mấy chị. Hoài hồ lấy tím luôn, ok chị. Hoài hồ tím luôn. Ôi cái áo nó đẹp nè chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn giùm em cái. Ai lấy comment giùm em đen. Ồ cái áo mấy chị ơi nó đẹp. 220. Em sẽ gói cho mấy chị đen với đỏ. Đen với đỏ mấy chị. Ok chị Mon. Đỏ đô em chúc cho Phương Chi. Cái áo này quá trời đẹp mấy chị ơi. 55-80kg bận giùm em nha. Em có đen với đỏ giùm em. Lấy sỉ thì cọc đi chị, cọc giùm em đi. Cọc 500 đến 1 triệu nha. Rồi, ai lấy comment nha. Cái áo này quá trời đẹp. Đỏ đô chút, Phạm Mộng Liên đâu, đỏ đô chút.
Rồi mấy chị ơi đang mặc giùm em nha. Đẹp xuất sắc luôn. Viền đá luôn nè. Em có cho mình màu đỏ và màu đen, 220 ngàn. Cái áo này nó đẹp sình sò đẹp luôn mấy chị. Đỏ mặc Noel mặc Tết đi mấy chị. Rồi đen đang bận luôn nha. Sang sình sò luôn á. Cái áo này đẹp quá. Ai lấy đỏ comment đỏ, lấy đen comment đen giùm em. Cái áo đang mặc. Cái này mấy chị phối quần riêng quần ơ rồi. Trời ơi sang nhức nách luôn mấy chị. Đỏ và đen 220. Cực kỳ đẹp. Ủa mấy chị xe to đâu rồi ta? Nó áo quá trời đẹp luôn á. Cái áo này mấy chị nhận hàng đó mấy chị ghi luôn á. Có được có mấy, có trăm mấy cái mấy chị, không có nhiều. Nhận hàng là liền luôn á. Rồi màu xanh mấy chị ơi. Xanh xanh mấy chị. 80 mặc vừa chị Liên Dương. Rồi xanh giùm em nha. Cái chắc em phải nói với mấy chị nó đẹp giả man luôn á. Xanh với đỡ đô 220 à mấy chị. Này có cái áo mặc trầu rồi nó đẹp chưa mấy chị ơi. Đỡ đô nè mấy chị. Đen một cái. Đen một cái. Đỏ đô đen xanh. Rồi tím mấy chị. Tím giùm em nha. Áo cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy comment. Đúng rồi chị, len VIP. Hàng xịn chị ơi, mặc sướng lắm. Đen với đỏ đô cho mon mon. Rồi ai lấy comment giùm em ha. Tím đỏ đô xanh. Tím đỏ đô xanh 220 một áo. Cái áo này đẹp giả man luôn chị ơi. Hàng xịn đó. Chị nào có mua biết rồi đó. Mấy cái chất mà lên cái mùa bữa mà mua 220 đó được. Mà cái này nó đẹp hơn vậy nữa. Mỹ Lê. Nói chung là chị cứ mua trên Facebook luôn chị biết. Em bán mấy mẫu này bao rẻ luôn. Chỗ nào rẻ lắm là 250. Quốc An. Quốc An lấy tím ok chị. Đẹp giả man. Rồi đỡ đô, đỡ đô với xanh mấy chị. Phối nè mấy chị, phối ở đây. Siêu đẹp luôn giùm em nha. Chất mặt mát lắm. Rồi em có tím, có đỡ đô, có xanh. Tím đỡ đô xanh luôn mấy chị. Tím như Dương. Dương Nguyễn Bích Tiền tím. Ok mấy chị. Lên giấy chưa có, chưa còn mấy mẫu ở trong mà chưa có chụp được chị ơi. Chị mua shop khác giùm em đi chị ơi. Em chưa có lên được. Rồi mấy chị ơi. Ai lấy em đang mặc đỏ giùm em. Nằm trong chưa lục ra được. Trời ơi nó đẹp chứ chị ơi. Đỏ 220. Đỏ với xanh đen. Xanh đen luôn mấy chị. Trời ơi nó đẹp xuất sắc không. Tím em chết cho Nguyễn Loan mà chứ. Loan Tết đi mấy chị. Trời ơi nhận hàng mấy cái áo này mấy chị ghiền luôn á. Cái chất cũng quá đẹp luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em nha. Chị Trịnh Ngọc Lam ơi. Rồi ai lấy comment xanh đen với đỏ. Hai màu. Mã này có đúng hai màu xanh đen với đỏ thôi mấy chị. 220 một áo. Đỏ 80 kg em. Liên Dương đỏ ok chị. Xanh đen và đỏ giùm em cái. Mẫu này đẹp xịn sò đẹp luôn á chứ. Cực kỳ đẹp giùm em nha. Rồi ai lấy xanh đen comment xanh đen. Xanh đen cho Nguyễn Tiền. Ok chị. Cái áo nó là siêu đẹp luôn. Không đẹp không mấy tiền. Đỏ mặc Noel mặc Tết đi mấy chị. Đẹp quá. 55-80 kg mặc giùm em. 220 ngàn mấy chị. Xanh đen 55 kg. Vừa Thiên Nguyễn vừa nha. Xanh đen cho Phương Chi. Phương Chi xanh đen.
Đặng Trần lấy đỏ, Kim Ngọc Lam đỏ, Phương Chi xanh đen. Xanh đen cho Hội Hồ luôn. Đây chị ơi, em luôn đẹp giả mang mấy chị ơi. Rồi ai lấy comment cho em đen thiệt mắt tương sáng chứ không, mấy cái áo này trời ơi nó quá thịnh sò luôn mấy chị. Rồi đen nha, đen với xanh đen mấy chị, 220. Xanh đen Hương Ngọc ngồi trước nè. Ok chị Liên Đặng lấy mẫu trước, xả cái đó ra, xả đỏ ra. Dương Ngọc xanh đen mẫu trước hết rồi. Áo đen cho Dương Thủy nè. Áo đang mặc em có xanh đen và đen. Nhận hàng mà không đẹp em tặng với chị thêm một cái. Mấy chị ơi, Liên Dương, em nói thiệt cái lô áo này nó đẹp lắm luôn, mấy chị mua là đáng đồng tiền luôn á nha. Xịn sò đẹp luôn giùm em cái. Rồi đen và xanh đen mấy chị, 220 tiền. Nguyễn Thị Liễu lấy đen, ok chị. Anh Mon nói là chốt xong rồi chuyển cho 2 triệu. Chưa giờ chị chuyển khoản cọc đi. Chưa giờ chị ảnh đại diện ảo mà sao biết đường bán. Rồi, xanh đen cho chị Phương Thanh. Chị mới dám chốt nhiều. Nói chị cứ cọc đi rồi mới dám chốt nhiều chứ không thôi không có ai dám chốt nhiều đâu. Sáng đổi ý không ấy nữa, cho nên không có chốt nhiều đâu. Rồi Tấn Liên lấy xanh đen, thêm xanh cho Nguyễn Thị Liễu. Nguyễn Loan lấy đen, ok. Rồi chị cọc đi chị, cọc đem chờ hàng cho thiệt luôn. Chứ mà không cọc thôi, em không dám để hàng nhiều, em nói thiệt. Ai bây giờ cũng vậy hết à. Rồi mới chết. Ai lấy comment nha. Xanh đen chú cho Hiếu Thảo nè. Đen với xanh đen đẹp quá chị đẹp, 220 với chị. Cái mẫu này nhất cái nách luôn á, đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Xanh đen chứ cho Hồ Hường, ok chị ơi. Còn đen đâu, hết xanh đen rồi người yêu. Thiên Nguyễn em hết xanh đen rồi, em còn đen thôi chị. Lấy đen đi, đen đẹp quá chị đẹp người yêu ơi. Chất đẹp xịn sò luôn mấy chị, không mua tiếc giùm em. Đặng Trần lấy đen, ok chị. Mua thiếu quá không gì chơi luôn, chị ngồi với chị Liễu thành phố mà lo chị. Có gì qua ăn uống dừa hả? Phải bán nước dừa không ta? Nó mềm mại nè. Trời ơi cái áo nó đẹp mấy chị ơi, xuất sắc luôn mấy chị. Tím mấy chị, tím với đen, tím đen áo đang mặc giùm em nha. Mất tím hả? Đây coi cái kia còn mà. Tím và đen, tím và đen mấy chị ơi. Có mất dừa nha em. Phụ Nguyễn tím nè, Phụ Nguyễn tím nè, Thủy Phạm tím nè, 220 mấy chị đẹp lắm. Mua đi cái chế cá này đẹp thịnh sò đẹp. Đen với tím giùm em nha, 220. Tím 80kg cho Liên Dương, ok chị. Tím cho Mai Trần, ok chị. Mua đi mấy chị, cái lô áo này nó đẹp dã man, không có nhiều đâu. Còn hai mẫu nó hết rồi đó. Đẹp lắm luôn mấy chế. Rồi em cọc rồi hả? Rồi ok để em coi. Coi lửa hàng đi chị. Ok nhận được rồi nha chị ơi. Ok nhận được 2 triệu. Rồi giữa hàng nó với em chừa cho. Tại vì có cọc em mới chừa được. Rồi tím em chốt cho chị ơi. Đen cho Mai Phạm, đen cho Hoa Trần. Mai Phạm Hoa Trần. Tím chốt cho Thanh Hồng nha. Tím chốt cho Thị Lan. Rồi tím chốt cho Đỗ, Đỗ Trâm. Con Nguyễn còn đen nè, hết tím rồi. Hết rồi, các chị.
Mấy chị mua này bữa sau em về thêm cho mấy chị, đẹp quá chị đẹp. Nè. Ồ ồ. Cái này cho mấy chị. Mấy chị không mua là tiếc luôn á, chất đẹp quá trời đẹp. Rồi xanh đen giùm em. Mặc là ghiền, mặc cho nó mát lạnh luôn mấy má. Xanh đen. Đỏ đô. Đen, ba màu á chị, xanh đen đỏ đô đen ba màu. Quá trời đẹp. Chị Mon Mon lấy đỏ lấy xanh đen à. Ba màu, cái này ba màu chị Mon. 220. Quá trời đẹp luôn cái áo. Đẹp xịn sò đẹp. Mon Mon lấy đen với đỏ đô luôn nè. Ồ oh, cái chất mấy chị ơi. Rồi chị Thanh Hồng ba màu luôn. Ok chị. Đẹp lắm chị ơi. Xịn sò đẹp giùm em ha. Ồ oh, coi nè mấy chị coi cái chất của nó nè. Nó đẹp giả man luôn mấy chị. Bao cho mấy chị mặc. Rồi Quyên Lê lấy đỏ đô. Ok chị. Rồi chị Thiên Nguyễn lấy đen, đỏ đô với đen. Ok chị. Xanh đen cho chị Hà Nguyễn. Ok chị. Xanh đen với đỏ đô cho Hoa Trần. Ok chị. Rồi, có chị Thanh Hồng lấy rồi. Chị đặt hai cái mồi mét. Ok chị Trang, ngày mai nhân viên em nó coi cho chị. Rồi em còn đen với chị. Đen với xanh đen. Cháo này quá trời đẹp mấy chị ơi, không mua tiếc giùm em. Cái chất quá trời đẹp luôn mấy chị. Xịn sò đẹp giùm em cái. Nhận hàng mà không đẹp nó thì tặng mấy chị thêm một cái nữa. Mấy chị nhận hàng là mấy chị ghiền cái áo này luôn giùm em nha. Xanh đen chứ Thu Vũ nha. Rồi em còn đen thôi, chị nào đen comment đen. Hết đỏ rồi không còn đâu. Đen chứ cho. Bà Phòng Liên lấy đen ngơ hả? Đen ngơ, đen ngơ đâu còn đâu ta. Ông Liên không có đen nơi em anh. Rồi bây giờ em còn đen thôi mấy chị, hết rồi. Đen cũng đẹp cũng chết rồi mấy chị, mặc đen giùm em đi. Cái áo này em còn duy nhất hai cái đen. Xanh đen hết. Hai cái đen giùm em nữa mấy chị. Đẹp xịn sò luôn. Nè em cho cứng sát cho mấy chị coi chất nè. Ồ nó sang mà nó đẹp lắm luôn mấy chị. Phối vào cái quần riêng thôi nhức nách rồi mấy chị. Thiệt luôn, hai cái đen rồi hết. 220. Đẹp xịn sò. Bộ Âu em có bộ Âu hết. Chờ xíu em lên bộ Âu cho. Rồi đỏ với đen nữa chị mẫu này. Mẫu này em có đỏ và đen giùm em. Màu con nó đẹp mấy chị ơi. Đỏ với đen. Ai lấy đỏ đen comment đỏ đen mấy chị. Đỏ này mấy chị và đen nè. 55-80kg mặt mấy chị. Thích mặt rộng rãi 55 còn thích 60 đến 80 mặt giùm em. Nói chung mấy cái áo này chị nhận hàng về là ghiền luôn á. Cái chất cũng đẹp lắm mấy chị ơi. Em phải nói cái lô này nó xịn đúng xịn luôn mà giá hơi bị rẻ luôn á chứ. Rồi đen nè. Nguyễn Tiền lấy đen hai cái hả? Đen với đỏ đúng không? Đang mặc đúng không? Mon Mon đen đỏ luôn nè. Len phối lụa chị ơi. Cái tay chất lụa. Xịn lắm. Rồi mua thử một cái đi bằng nha. Em nói thiệt chị luôn á. Cái lô này em nói, khuyên mấy chị mua luôn. Trúc Phạm đen nè. Nói thiệt cái này nó đẹp lắm. Cái lô này nó đẹp giả man luôn á chị. Mà nó rẻ nữa. Mẫu trước ha. Tiền Nguyễn lấy mẫu trước hai cái đen trước. Ờ. Rồi chị không có lấy cái này. Rồi đen đỏ 220 mấy chị. Đang mặc ở đó đẹp xuất sắc luôn. Lê Nga lấy đỏ ok chị. Lê Nga đỏ. Nè cái đen này em còn cái nè đẹp lắm luôn nè. Đen với đỏ cho Quyên Lê ok chị. Rồi em lấy rồi. Rồi em thấy rồi. Đen mãi trước hết rồi chị Thi. Hết rồi chị Thi tổ ơi. Rồi mã này đi mấy chị còn cái đen một. Một cái đen một duy nhất. Đẹp xuất sắc. Ai lấy comment 220 còn cái nha.
Còn đây sơ lại cho mấy chị coi mấy cái mẫu cũ. Rồi xong rồi qua. Nào. Có màu kem không? Kem đang mặc cái thu hoài, ok chị. Tím nè mấy chị. Đen hết rồi chị Hồng lên. Chị Hồng, mua mấy cái hàng này đi chị Hồng, đẹp lắm chị Hồng ơi. Đang mặc tím, xanh đen, đỏ đô. Tím, xanh đen, đỏ đô. Mặc vô một cái em nói với mấy chị mát rượi, đẹp xịn xò. Nói chung mấy chị nặng cái áo lên, mấy chị cầm lên một cái là nó mịn tay và nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Rồi ai lấy tím, xanh đen, comment. Còn mấy cái đó mấy chị. Tím, xanh đen với lại màu đỏ. Đỏ đô mấy chị. Cái áo đẹp xịn xò giùm em nha. Ở ngoài nó còn đẹp hơn trong hình nữa. Con uống thì mẹ đâu có uống đâu. Tím, xanh đen, đỏ đô. Alex còn anh 220 giùm em. 55 80 kg mặc chị, thích mặc rộng rãi 55, còn thôi là 60 đến 80. Thích rộng rãi 55. Rồi, em chốt. Mặc được nha Nguyễn Thị Lan. Quê Hương lấy tím nè, ok chị. Chị Hồng Lê là đỏ đô. Ok chị. Rồi ai lấy mẫu nào cầm ơn màu đỏ cho nghe ha. Đỏ em chốt cho Thủy Phạm luôn. Ok chị. Quá trời đẹp luôn á chị. Xanh đen cái này mấy chị. Xanh đen giùm em nha. Đỏ này còn ba, còn hai cái đỏ chị nào lấy đi. Nó qua ăn Tết rồi mấy chị mặc đỏ đi mấy chị. Đỏ nơ siêu đẹp luôn. Đỏ nơ hơi bị đẹp. Ai lấy đỏ nơ comment đỏ nơ giùm em. Đẹp xịn xò luôn á chị. Trời ơi cũng đẹp chưa. Đẹp nhức nách luôn á chị đỏ nơ. Xanh giống Nguyễn Thị Lan. Xanh. Đỏ nơ đi mấy chị đẹp quá trời đẹp. Tím với đỏ đô. Còn hai cái tím đỏ đô. Mấy chị coi cái áo là cái cách này. Tím và đỏ đô giùm em nha. 220 mấy chị. Nhận hàng không đẹp, không ghiền, không lấy tiền luôn mấy chị. Rồi tím và đỏ đô giùm em cái. Tím với đỏ đô mấy chị ơi. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Hai màu cho chị Yến nè. Trời ơi, cái áo này đúng xịn luôn á chị. 220 ngàn, quá trời đẹp. Thiệt luôn á. Để em mai em về thêm mẫu cho chị mua. Em bảo đảm mấy chị nhận cái hàng cái áo này là mấy chị liền luôn. Thiệt. Để mai em về thêm thêm màu cho mấy chị. Thêm mẫu cho mấy chị. Tím cho chị Liên Phương ok chị. Ly đỏ đơn chứ Trúc Phạm. Ly Phương nhận hàng giùm em đi chị. Ly Phương sao rồi hàng em giao lại chị. Nhận hàng giùm em đi chứ. Rồi cháo này với chị em có đỏ, đỏ với đen. Tím em hết hàng rồi. Đỏ và đen giùm em mẫu này 220. Đẹp xuất sắc luôn. Đỏ và đen mấy chị ơi. Tím hết hàng rồi, không còn. Mẫu này đi với chị đỏ với đen giùm em cái. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền mấy chị ơi. Trời ơi. Đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Cái chất của chị thấy ghiền không? Cực kỳ xịn đẹp luôn á. Rồi hai màu cho chị Yến nè. Hai màu cho chị Yến. Lấy nhiều em mới bỏ sỉ chị. Ở đó em không bỏ sỉ tại em bán hàng rẻ rồi mấy chị. Rồi ai lấy comment nha. Đỏ em chút cho Quê Hương nè. Ok chị. Rồi đem chứ Nguyễn Thị Liễu nè. Rồi ngày nào cũng nhận ngày đâu đó bạn ơi. Chưa hôm nay tiên mới gọi xong. Gọi chị xong chị hoàn em về hai đơn. Đi bốn đơn nhận có hai đơn. Còn hoàn hai đơn chị nói ngày nào cũng nhận cái gì. Rồi. Đó là thiệt con á. Chị là chị ở trong nhà mà shipper nó quen thuộc chị luôn. Nó gành chị sáu câu dụng cổ luôn. Mỗi lần nó nói với tụi em là chị ơi em thấy cô ở trong nhà
mà cô nói con không có nhà, nó làm chị sáu tao dùng cổ luôn á chị, thằng shipper đó. Rồi đem trước cho Khiêm Nguyễn nè. Mỗi lần mà nó giao được cái đơn đó cho chị á là nó gọi chuyện cho shop em liền. Em nói thiệt chị luôn á, thằng shipper nó thương shop em cỡ đó đó. Tại mấy chị biết một lần Hoàng đi hàng về hết 100 mấy tiền ship của em đó mấy chị, phải ít đâu. Rồi mấy chị, nhận đâu mà nhận tiền kìa, đó đó, cái đứa mà nè, chị hay nói chuyện, nó vô nó comment luôn kìa. Chị nhận hàng giùm em đi, mấy bán nữa, chị năm nào chị cũng bơm em, chứ em đi tụng thổ cho chị luôn, mà năm nay em biết nhà chị rồi, chị yên tâm đi. Tết mà, tại gần Tết em không có bán đồ đâu, em rảnh lắm. Chị không nhận vô tới nhà em nằm ăn dạ trong đó luôn, ăn hết. Hết cơm, hết gạo vào tôi đi về. Rồi Liên Quỳnh lấy sập đen nè. Em với chị Củ Chi gần lắm. Tết kéo lên nguyên vàng nhân viên. Kéo lên ăn hết cơm hết gạo bỏ xong đi về. Rồi mấy chị, ai lấy comment giùm em nha. Màu đen nè mấy chị. Sọc xanh em chích cho Hạnh My ok chị. Xanh cho Hạnh My. Cô không nhận, mai con gọi cô nữa. Sọc đen cho chị Thỏ Ruby. Nhỏ nhân viên em nói, nó nói chị mà không nhận mai nó gọi chị nữa kìa. Rồi Thanh Bình ok chị ơi. Rồi sọc đen mấy chị ơi. Đen hả? À hết. Rồi em còn mã này nữa mấy chị. Đưa cái đen gì kìa. Không, giống mẫu đen. Nó nói sao mới giao sáng giao rồi mà giao không biết nữa, thiệt luôn á. Hai cái đơn hoàng về đây mà giao cái gì mà hồi giao. Nó mới gọi cô còn kêu nó im đi mà cô. Cô á, chị là chị la nhân viên em còn hơn cái gì nữa đó. Mà chị lên like chị nói với em rất là bình thường luôn á. Giao mà giao hàng hai đơn nè. Chỉ có chị Hồng Lê là dễ nhất luôn, khỏi chốt luôn cũng được. Rồi mấy chị đang mặc đó mấy chị, xanh với đỏ giùm em nha. Xanh đỏ mấy chị ơi, xanh đỏ 220. Nhật Thương Ngô nói gì kìa em. Thanh Bình lấy xanh ok, em đang bận xanh. Xanh với đỏ quá trời đẹp mấy chị ơi, 220. Trời ơi, áo này xuất sắc luôn mấy chị. Rồi, Thanh Bình lấy xanh nè, ok chị. Rồi em còn màu đỏ nữa mấy chị. Xanh cho chị Yến Nguyễn nè, Yến Nguyễn lấy xanh lấy đỏ đi, cái áo này quá trời đẹp. Rồi em còn đỏ nên em hết mấy chị. Nói thiệt cái áo này mấy chị mặc nhất cái nách luôn. Yến Nguyễn lấy đỏ nè. Rồi Lê Thắm đỏ luôn, rồi hết đỏ. Rồi cái áo này sao em? Chị ấy hồi nãy xả chị thương chi mấy chị đang đen xả đúng không? Rồi đen nữa chị, đen này còn hai cái là hết. Cái đen này đẹp lắm luôn á chị, 220. Nó sao rồi sáng mai em bắt nó gặp, em bắt nó gặp chị liền. Ok chị yên tâm. Mày nghe không Tiên, sáng mai mày gọi chị Ly Phương với mày. Rồi mấy chị ơi, hết xanh rồi. Em đang mặc màu đen á chị. Rất đẹp luôn á, 220. Không, chị nói sọc xanh chứ không có lấy xanh nha. Rồi Thanh Bình không lấy xanh, em bỏ xanh ra. Rồi em chốt xanh cho chị khác. Ok chị, xanh em chốt cho chị. Chị Tiền Nguyễn. Nguyễn Tiền xanh có. Ngọc Quỳnh lấy đen đang mặc, ok chị. Ngọc Quỳnh đen. Thỏ Ruby đen. Da hơn đen, rồi hết đen, còn cái xanh nè mấy chị. Cái đen này em còn đúng cái xanh nữa hết. Rồi hết rồi đó, hết áo rồi đó mấy chị. Nè. Cái xanh đen này đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Cái xanh đen đẹp nhất nách giùm em luôn, cái xanh đen. Còn một cái duy nhất là hết nha, xanh, ai lấy xanh cũng lên xanh. Rồi em đang khoác nè mấy chị.
Thôi đẹp lắm chị ơi. Sao anh em chốt cho chị Hương Thu. Ok chị ơi. Nó cười chị luôn. Xếp giao đồ đi. Nó cười chị luôn. Chị Bùi Ngọc Vy. Nè mấy chị trời ơi nó đẹp nữa chứ. Cao phát. Thấy 1, thấy 2, thấy 3, 4, 5. Cao phát đâu. Nhất nách luôn á chị. Ủa cái này em không có làm giá này. Cao khoác là giá 320 mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 320 khoác. Không hết tím rồi. Ờ cái áo nó đẹp. Có đầm mới không? Đầm em chưa lên được. Cao khoác quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 320. Cái chất của nó thì mấy chị khỏi cần bàn rồi. Nó bằng thun mát lắm ha. Siêu đẹp giùm em. Chuyến này chị lấy đồ chậm. Chị ráng đáng hoài shipper lại không chịu có nhà. Rồi ok chị Hổ nha. 234 cho chị Mon. Có chị Hổ mai em phát lại nha. Mai em phát lại cho chị nha. Mai chị nhận giùm em nha. Không chị Hổ hẹn rồi nhưng mà để phát lại rồi. Ờ. Nhưng mà em nói với anh shipper đó là dạ chị này cũng quen nè. Dạ có em báo chị rồi. Chị ráng cố gắng giữ giùm em. Dạ có. Hiểu em không? Dạ em báo rồi, em báo bên ấy luôn. 234 nè. Rồi. À năm nay cũng có khoác ấm em bao la hồng lê. Bà muốn mua khoác hàng bếp hàng xịn không? Tôi làm mấy cái hàng xịn cho bà lựa. Hồng lê 5, Kim Nguyễn 2. Tôi có thì má tôi định đặt, tôi mua về tôi lên nó hẳn là tôi lấy sỉ về để tôi mặc đi Đà Lạt á, mà sẵn tôi lấy thêm tao ví dụ lấy 5 cái để bỏ sỉ nên còn kìa. Để họ like cho. Phương Anh. Phương Thanh nhiêu ký chị ơi? Thanh Hồng nè, 4 nè. Yến Nguyễn 1 ri đang mặc nè. 320 nè. Ủa cáo nó đẹp, mấy chị xuất sắc giùm em á. Khách đen, mấy chị kèm số ký đi chị ơi. Không có số ký em chốt không được đâu. Nguyễn Mắm nè. Nguyễn Mắm xây 1 nè, ok chị ơi. 320 một áo khoác. Rồi, lớn nhất khoác cho chị Hồ Hổ xây 5. Ok chị ơi. Áo khoác này đẹp quá trời đẹp mấy chị ơi. Thu Thủy nhiêu ký chơi mấy chị comment chú ký em. Xây 1 là 50 đó, 59 ký mặc được 1. Rồi, chị Phương Thanh ơi, chị nhiêu ký chị ơi, cho em số ký chị ơi. Phương Thanh. Phương Thanh xây 1. Rồi, ai lấy comment nha, lớn nhất chị Hồ Hổ lấy rồi. Thu Thủy nhiêu ký chơi, kèm số ký giùm em cái chị 320 một khoác. Khoác chất đẹp lắm luôn ấy chị. 320 giùm em nha. Thu Thủy kèm số ký giùm em đi chị, 74 cho Phương Thanh mặc xây 4. Ok chị ơi. 61 Thu Thủy mặc 2. Ok chị ơi. Kèm số ký chốt được mấy chị. Hồng Lê bình thường chị mặc xây mấy? Vậy xây 2 đi em. 74 ký mà sao chị mặc? Chị ơi, 64 hay 74? Khác 70 cho Nguyễn Phong, xây 3. Chị 64 đúng không? 74 là mặc xây 4 mới vừa đó má. Mặc xây 2 sao vừa? Khác xây 3 cho Phúc Lê, ok chị. 88 cho Loan Tâm. Ok chị. Chị xây 4 luôn hả? Luôn hả? Đúng rồi, 70 mấy ký mặc xây 4. Xây 2 sao vừa? Con vậy chốt chị 4 đi dạ. Con tùy theo form. Loại có hàng Âu xây. Âu khoác 53, Nguyễn Cái Mũi 53 ký. Mặc 1. Đây chị ơi. Nè. Tôi la cá này cho bán cho bà nè. Đẹp miếng nách nè má. Đó rồi bà Hào Bình Kiều đó rồi. Nè nha má. Đẹp xịn xò luôn á. Cái áo này là mặc ấm nha. Mấy má ở Hà Nội nước ngoài đồ nè là quét cái áo này 550. Đúng xịn luôn. Mà chết mẹ rồi. 70kg mà mình mặc hơi ôm á. Hồng Lê lấy 4 thôi. Cái này 65-67kg rồi má ơi, vừa không? Bà bố nó đẹp má ơi. Nè 550
mà nó có cái lông cổ nữa nè. Tịnh sò này không có sai má ơi, có đen nè, đen với lại nâu, với đen với nâu với nu ba màu, mà nó đẹp lắm. Cái da nó là da nha, hàng xịn luôn á. Rồi màu đen, màu nâu với màu nu. Ai xứ lạnh này quết liền có 550 à má. Mấy má mà vô shop cái này phải 1 triệu mấy, 2 triệu một cái. Hàng xịn luôn á mấy chị, đẹp lắm. 50-65kg thôi, rất là đẹp luôn. Mà không có size to, mồm mà cái áo này đẹp quá chị. Không nha chị, dạng này dạng phao, không có nặng chị. Không nặng nha chị ơi, và nó là đẹp. Nè cho mấy chị coi cái da của nó nè, nó mềm mà nó đẹp, xuất sắc luôn á chị. Không có nặng. Ba màu cho chị nè. Cái áo này mấy chị mặc 550 một áo nha. Nâu, nâu cực kỳ đẹp luôn. 550.000 một áo nè, tràn luôn nè. Rồi ai lấy comment ha, để tôi coi còn mẫu nữa, để coi coi còn nhiều không. Cái này chắc bà vừa nè má. Đó có. Mẫu này chắc bà vừa nè, 600 tiền mẫu này. Chắc mẹ cũng không vừa luôn. Ồ cái áo này nó đẹp mấy chị ơi, 600 giùm em nha. Không cái này vừa má, có giãn lắm, 70kg mặc được, 70-75 gì mặc cũng ok luôn má ơi. Cái mẫu này cũng choàng cổ luôn. Mẫu này thì cái nó là len, len xịn má, len lông xịn. Rồi hai màu, 600 một áo. Hồng chương lấy 600 nè. Có màu nâu nữa. Áo này quá trời đẹp luôn. Thù hô cái áo này, nó đẹp xuất sắc luôn á. Nâu nâu, nâu với lại nâu nha, hai màu, nâu với nâu 600. Nâu em chốt cho Hồng Trương ok, chị em lấy nâu rồi. Lớn nhất cho Hổ Hổ nâu, 600 cho chị Hổ nè. Rồi nâu đi mấy chị, nâu luôn, nâu chứ chị Yến nè, 600. Rồi nâu đẹp lắm luôn á chứ, nâu đẹp xuất sắc. Em hết nâu rồi, còn nâu thôi mấy chị, nâu 600. Nhưng mà em bán một cái thôi nha, còn cái em để em đi Đà Lạt mấy chị, em không bán đâu. Cái này đây, tại vì giờ đâu có về được hàng nữa. Rồi nâu cho Mai Phạm, rồi ok. Còn cái của em nha, không bán nữa. Ok, Mỹ Tiên Trần thấy rồi. Trời ơi, nó đẹp nè mấy chị ơi, đen với trắng giùm em luôn. Mẫu này nó đẹp dã man luôn mấy chị ơi, đen trắng này lớn mặc cũng được, 75 đổ lại mặc cũng vẫn được. Quá trời xịn sò luôn cái áo này, đen và trắng mẫu này mấy chị. Mẫu này là 450, đẹp dã man, đẹp luôn mấy chị ơi, coi bị xinh luôn. Rồi đen trắng, hàng VIP nha mấy chị nha, 450.000 xịn. Ồ nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị, 450 giùm em. Quá chị đẹp luôn mấy chị. Đen cho Thủy Phạm nè, ok chị, 450. Ồ nó đẹp, nó mịn, nó đẹp, dã man. Thỏ ruby lấy trắng 450. Áo khoác 327.4 cho chị Lan Lê, ok chị có 327.4 Lan Lê. Ok. Rồi bộ có chị lên giờ. Rồi em lấy một cái trắng luôn. Ồ nó đẹp mấy chị ơi, rồi qua mẫu này luôn mấy chị. À cái mẫu đó em có nu với đeo nè, cái mẫu vừa rồi mấy chị, em có nâu và có rêu, có đen và có trắng. Rồi hết rồi đó mấy chị, có mấy mẫu áo
Áo này hot lắm luôn á, mấy hot girl bạn không có chứ. Cực kỳ xịn sò đẹp luôn á. Chị Lan ơi cho lại số đi, cho người một số. Lan đi, số sai rồi chị ơi, cho lại số cái gì? Lan đi, số điện thoại sai. Cái lông của nó mịn lắm á chị nha, chứ không phải giống như mấy cái hàng dởm đâu mấy chị. Lông cực kỳ mịn và đẹp. Hàng xịn sò, cái tay nó có cái miếng đỡ nè. Thôi thì đẹp luôn. Rồi chuẩn bị lên bộ mấy chị. Rồi ai lấy comment nha. Lên bộ Âu mấy chị ơi. Quốc An hả? Nếu mà cái này dạng nó dạng ngắn ngắn mấy chị ơi. Ai chịu ngắn ngắn thì mới được. Mấy chị bụng to to là không được đâu. Rồi em lên bộ nha. Bộ Âu mấy chị, bộ Âu xuất sắc luôn nè mấy chị. Bộ Âu phải nói là đẹp giả man. 50 đến 85 kg em có size bộ Âu. 530 tiền. Đẹp nhất nách mấy chị ơi, bụi ơi là bụi 530. Áo vừa rồi 450 chị. Chị Liên Dương nói gì chị ơi? Chị Liên Dương lấy cái mấy cái đi em ơi bà. Trời ơi, thiệt muốn nói lấy cái này cái kia biết đồ nó bán trời. Hiền ơi gọi. Em đưa cái đơn Lâm Dương ơi. Rồi Nguyễn Xuân Liễu lấy khoác Âu hả? Có khoác Âu không? Khoác Âu nãy em lên rồi đó. Rồi đang mặc đó mấy chị. 50 đến 85 em có size 530 một bộ. Bộ Âu này siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Hàng huyết giùm em. Huỳnh Loan lấy 75 ok chị yêu. $530 cho Bình Lon, bộ Âu. Lớn nhất cho hổ hổ ok chị ơi. Em đưa cái đơn nó vô đây cho chị coi. Đưa vô kìa. 600 còn không? 600 hả? 600 nâu còn không? Nâu hết 600 mà, hết 600 mà, còn cái 550 á. Ok chị. Trời ơi cái bộ Âu này quá trời đẹp. Đây nè của chị nè. Máy thì chị nói em xả ra nè. Hỏi tùm lum mới biết đường đâu bán nè. Nè chị có chị một cái tím nơ nè. Đó. Một cái đỏ nè. Đỏ nơ nè. Có lấy cái nào thì lấy. Tím nơ chị xả rồi. Đỏ nơ nè. Đó. Rồi tím gấu nè. Trời ơi lên này xả khi biết đường đâu bán chị. Nè tím gấu nè. Đó. Comment loạn xả chứ biết đường đâu trời. Xương chương lấy khoác xe 4 hết 4 rồi. Rồi ai lấy comment nha. Rồi đang bận đi mấy chị ơi. 50 mấy chị đến 85kg em có size 530 bộ Âu. Siêu đẹp giùm em mấy chị. Siêu đẹp giùm em cái nha. Tiếp nơ cho Ly Phương. Tiếp gấu cho. Tiếp gấu cho Trúc Phạm. Ok chị ơi. Rồi đỏ nơ còn nữa chị. Âu 80 Trần Xuân Nhạn ok em. Ok ha. Rồi. Em còn đỏ nữa nè. Rồi bộ đang mặc nè. À bộ em Trần Thị Xuân Nhạn lấy bộ ha. Bộ 80kg nè. 80 bộ nè. Bộ này là 530 mấy chị đẹp lắm luôn. 530 rất là đẹp giùm em nha. Ai lấy comment giùm em bộ. Bộ wow là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Lý Phương ok chị ơi. 80kg là size 5 nha. Ok chị Trần Thị Xuân Nhạn ơi. Ok chị ơi. Này đổi chị size lớn hơn xíu. 530 bộ này với chị. Bộ ông này đẹp nhất cái nách luôn đó chị. Ai lấy comment 530 giùm em. Bộ này luôn mới chơi. Rồi bộ này mấy chị 50 đến 85. Trời ơi cái bộ này nó đẹp xịn sò luôn mấy chị ơi.
540 ngàn dùm em. 50-85 mấy chị. Cái bộ này quá trời đẹp mấy chứ ơi. Không có ai có nữa chị ơi. Hàng này em bao cho mấy chị luôn. Đẹp xuất sắc dùm em cái. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Liên Dương lấy một tím nơ, một đỏ em ơi. Một đỏ nè. Tím nơ. Rồi mấy chị đang mặc dùm em nha. 540 ngàn. Từ 50 đến 85 kg em có size. Cái bộ Âu này quá trời đẹp. Âu luôn mấy chị ơi. Bộ Âu này đẹp xịn sò đẹp dùm em nha. Ai lấy em đang mặc comment. Đó, cái bộ xuất sắc mấy chị ơi. Hàng VIP đó mấy chị. Nó là dạng thông phối riêng hàng Âu. Mấy chị mặc là nặt vô là siêu bụi liền mấy chị. Mặc vô là hơi bị bụi luôn. 540 một bộ nha. Mấy bộ này quá trời đẹp. Ai lấy comment giùm em. Chị Hồ Hương là 75 ok chị. Nhận hàng không đẹp, không bụi, không lấy tiền giùm em cái. Hồ Hương 75. Đi Phương. Tấy rồi chị ơi. Không mấy chị vô trang á, thoát ra xong rồi vô trang của em là comment được à. Rồi bộ đang mặc nữa chị, siêu đẹp giùm em nha. Trời ơi cái bộ này nó bụi ghê không mấy chị. Bộ em đang mặc à, 50 đến 90 kg. Bộ này là 490 mấy chị ơi. 50 đến 90 kg. Áo nón với Trần Thị Xuân Nhạn ok chị. Năm mấy em? Không, cái ổ nón mới like qua á chị ơi. Giờ em phải lên luôn cho coi lại nữa nha. Rồi ai cũng coi like lại em nha. Trời ơi cái bộ này nó đẹp á chị ơi. Xịn sò đẹp giùm em nha. Mới vừa qua là bộ nón đó chị. Bộ có cái nón á. 500 mấy em? 54. Bộ 54 chị ơi. Rồi đang mặc nè. Chị thu giỏ nè 60 kg nè ok chị. Bộ này là bao đẹp luôn á chứ. 60. Mi Phạm nè 70 nè ok chị. Bộ này là 490. Hơi bị đẹp luôn á chứ. 490 ngàn dùm em nha. Bộ đang mặc siêu đẹp dùm em cái mấy chế. Chất xịn sò luôn mấy chị. Rồi Giang An lấy 70 ok chị. Giang An 70 nè. Hồ Phương là 75 phải không chị? Hồ Phương 75. 80 cho Nguyễn Loan. 490 ăn mặc. Không bụi không lấy tiền mấy chế. Rồi Dương Thủy là 80 luôn, ok chị. Ôi đẹp xuất sắc giùm em cái nha. Âu có nón nè em lấy rồi. Trần Thị Xuân Nhạn ơi em lấy rồi chị. Âu có nón em lấy cho chị rồi nha. Mấy bộ này quá trời đẹp đó chứ. 490. Siêu đẹp luôn giùm em cái. Rồi comment dùm em nha. Mã này comment cho em mã số 4. Mã 4, nãy giờ lên 4 mã rồi đó mấy chị, mã 4. Em không có nhiều đâu, có mấy mẫu à, 5 mẫu, 6 mẫu là hết. Mã 4 mấy chị. Mã 4 đẹp quá là đẹp. Mã 4 500 ngàn. Mã 4 đẹp xịn sò mấy chị ơi, 500. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc không mấy chị ơi. Mã 4 mấy chị ơi, 500 ngàn.
50 đến 90 kg có size. Ai lấy comment giùm em. 50 đến 90 kg mã 4. Ai lấy 4 comment 4 giùm em cái nha. Đẹp xịn sao đẹp mấy chị. Cái mã này quá trời đẹp giùm em nha. Ai lấy 4 comment 4 giùm em. 500 mã 4. Siêu xịn sò giùm em cái. Mã 4. Nguyễn Thị Xuân Nhạn xem. Ok chị ơi. Mấy cái mã này bao bụi luôn á chị. Đẹp xuất sắc giùm em cái nha. Rồi thỏ ruby nè. Ok chị ơi. Mã 465. Thanh tiền ok chị ơi. Thanh tiền nè. 500.000. Rồi mấy chị mã số 5 giùm em nè. Mã số 5 đẹp xuất sắc giùm em. Mã 5 nè mấy chị. Đi chỗ khác uống. Đi chỗ khác. Không biết. Không uống nước đá. Mã số 5 mấy chị ơi. Hơi bị đẹp luôn mấy chị. Mã 5 giùm em nha. Mã 5 là 540.000. Trời ơi cái nó bụi không quý vị. 540 mã 5. Ai lấy 5 comment 5 giùm em nha. Cực kỳ đẹp mã 5 luôn giùm em. Xịn sò mấy chị. 5 mấy chơi 5. 540 mã này mấy chị. 540 tiền mã 5. Rồi em lên bộ ấy nha mấy chị ơi. Lên bộ thể thao ấy nha. Xem nha. Lên bộ thể thao xem. Hết Âu rồi mấy chị nha. Mã 5 giùm em. Siêu đẹp luôn mấy chị. Bộ này đi mấy chị, dễ thương nè mấy chị. 280. 50 đến 70 kg mà. Siêu đẹp luôn, 280 một bộ. Hàng nhập mấy chị, dễ thương lắm. Từ 45 70 kg mấy chị mặc vừa luôn. Em có vàng mấy chị, có vàng, có đỡ đô, có đen. Vàng đỡ đô đen. 280 mấy chị. Ai lấy comment giùm em nha. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. Vàng đỏ đô với đen luôn mấy chị. Mã 2 80 kg cho Tiết Út. Ok chị. Mã 2 80 kg Tiết Út. Mã 540 80 kg. Thi Nguyễn Hoa 4 nhiêu ký chị ơi. Rồi cái bộ em đang mặc quá trời đẹp luôn mấy chị. 280. Đẹp xinh sao đẹp không? Chị theo em mã 4 nhiêu ký chị? Cái mã này kèm con gấu nữa mấy chị nha. Cái bộ này dễ thương lắm, kèm con gấu nữa. 280 mấy chị. Ai lấy comment giùm em nha, ba màu. Cái bộ đang hot luôn mấy chị ơi, mà hàng bên đây hàng VIP nha. Rồi ai lấy comment đỏ giùm em. Đỏ vàng đen ba màu mấy chị. Đỏ đô đang mặc em chứ thủy phạm. Ok chị ơi. Rồi màu vàng luôn, vàng đẹp lắm. 280.000 vàng. Ai lấy vàng comment vàng giùm em luôn nha. 280 vàng mới chứ.
này hơi bị dễ thương. Siêu dễ thương mấy chị ơi. À còn cái đầm nữa, có chị nào lấy comment giùm em 480. Em còn size cho mình là 72 kéo lại mặt mấy chị, 72 73 thôi mặt. Thích mặt rộng rãi 65 đổ lên. Em còn cái đầm Tết 65 72 73 mặc được. 480 còn đúng một cái. Còn đúng một cái đầm Tết 480. Ai lấy comment giùm em nha, 48. Hơi bị đẹp luôn. Quần jean em chưa lên được chưa? Rất là đẹp luôn á chị ơi, 480 tiền giùm em. Đầm đỏ nha mấy chị nha. Siêu xịn sò giùm em cái. Ai lấy comment giùm em. Một cái đầm duy nhất size 3. 480 ngàn. Rồi em lên, giờ em lên bộ sale luôn nha mấy chị. Trời ơi cái bộ này dễ thương ghê mấy chị, gớt con bộ này. Còn bộ đẹp chưa. 240 ngàn. 50-70kg, 240 còn một bộ. Bộ ngố nữa chị. 240 nha. Còn một bộ mấy chị ơi. À, mã 3 90kg nha. Ok chị. Mã 3 90kg 490 nha. Rồi ai lấy đang bận comment nha. Bộ này đẹp quá chị, 240. 240 ngàn giùm em cả. Bảy chục ký lại mặt thôi. Kim sơn ga nè. 24. Ok chị ơi. Rồi cái bộ áo đi mấy chị. Bộ này là hàng 500 mấy, xe 430. Em còn size cho mấy chị 60. 60 đến 65, 430 hàng VIP. Bộ Âu nha. Âu tay dài. Để em coi còn size 75 không. 430 bộ này đẹp lắm. Mấy chị. Rồi bộ em đang mặc còn size từ 60 đến 75kg. 430 hàng xịn nha. Hàng này lúc trước là 580 đó mấy chị, sale có 43. 60 đến 75. Ai lấy comment. 430 ngàn mới chơi. 60 75 43. Cái bộ gấu hơi bị dễ thương nha. Ai lấy em đang mặc comment. Gấu siêu đẹp mấy chị. 430 ngàn. Đen đủ size cho mon mon. Hàng này là bao cho mấy chị rồi hết. Còn 2 size mon mon. Bộ này đẹp lắm. Phúc An hết. Còn 65 đủ lại thôi mấy chị. 60 đến 65 mặc vừa. Bộ đẹp chứ nách luôn. Mã này nữa chị. 50 đến 60. Đàm ông hả? 50 đến 60 nào? 60 xe 430 luôn. Hàng 580 nha, xe 43. Cực kỳ đẹp luôn. Màu đen với màu xanh hai màu. Đang mặc đen xanh hai màu á chị. 430. Cái này hơi bị đẹp luôn. Ai lấy comment giùm em. Đen xanh hai màu quá chị ơi. 430 giùm em. Này mấy cái bộ Âu nè mấy chị. Ai hỏi Âu nè, đi mua giùm em nha. Xanh và đen 430. Một bộ đẹp, nhất cái nách luôn, sình sò luôn. Mon mon lấy đen xanh nè.
bếp giùm em nha. Tuy đẹp. Làm miếng nè, không có mẫu này không có xe lớn hết rồi. Có xe lớn là 580 mà chị, đâu có xe gì đâu, phải rớt xe nhỏ mới xe. Rồi, làm miếng lấy đen. Miếng hoa lấy xanh, ok chị. Xe lớn mà không có xe. Giá này đâu có chị. Đi lấy comment nha. Rồi cái mẫu này còn 2 size. Mẫu này 50-65 430 luôn. 50-65 430 bộ Âu luôn. Cái chất đẹp giả mang. 50-65 430. Cái thằng tí nó chiên xào nó hay gì à? Cái bộ này siêu đẹp luôn nè mấy chị. 430, 50, 65 mấy chị. Đẹp xịn sò đẹp giùm em cái. Rồi ai lấy comment giùm em nha. Bộ đang mặc đẹp lắm luôn. Mon mon. Mình xe 43 còn mấy bộ thôi mấy chị. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. Mon mon lấy 2 size hay 1 size chị? Nguyễn Hoa luôn. Chị đẹp giùm em nha. Bốn trăm ba mấy chị ơi. Bộ này quá trời đẹp. Hai sai rồi. Bộ này không chị Dương Thị. 65 ký loại mặc vừa không? Cái mẫu đó có 65 ký loại đó. Rồi mẫu này luôn mấy chị. 430, cái này cũng 50-65 luôn. Em có mấy mẫu sale. Mặt đẹp lắm luôn, bụi lắm luôn quý chị. Mẫu này luôn nha. Năm mươi đến 65 ký mẫu này luôn. 430 ngàn, quá trời rẻ luôn quý chị. Cái chất xịn sò mấy chị. Mấy mẫu này mặt bụi lắm. Rồi 430 mấy chị ơi. Đủ size cho chị Mon. Yến Nguyễn lấy rồi đúng không chị? Lấy rồi nha. Bởi chị lấy đủ size rồi. Tối của mấy bộ Âu tối đăng hình lên cho mấy chị coi lại. Giờ mắt lên thể thao xe rồi chị ơi. Tối mấy chị lên thể thao xe. Mấy bộ Âu em đăng hình cho coi. Thích mẫu nào nói nhân viên lấy cho. Rồi Lucica Bảo Hồng đấy, 65 ký đồ lại nha. Nè bộ này em còn. Em còn 65 đồ lại nè. Đẹp luôn. 50-65. Cái bộ cam này nè, cam mau là đẹp nè. Cam mau 430 một bộ. Cái bộ này là bao rẻ luôn mấy chị. Còn mấy bộ sale rẻ luôn. Này còn đúng 2 bộ hết. 50-65. Ta lên tới cho Nguyễn Hoa luôn. Rồi bộ này mấy chị 50-60. Bộ đá đang mặc rất đẹp luôn. 430. 50-60. Có tay ngắn không? Tay ngắn từ từ em lên giờ. Tay ngắn nãy em có mấy bộ lửng á. Bộ lửng Âu á. Đám cho Nguyễn Hoa luôn. 43, quá rẻ luôn mấy chị. Quá trời rẻ mấy bộ này luôn. Rồi ai lấy comment đi.
Ê cho mẫu sơ chen mới về mấy đứa. Nằm ngoài á. Sơ chen mới về. Một cái màu cái bộ mà có cái lớn nằm khác cái nè. Nha, nó chế nữa. Nằm ở ngoài nhất là nãy thấy mới về đúng không? Dạ, bộ có cái lớn có chữ. Nè. Đen. Đen cho mon mon. Có chị hồng cái gì mà em? Cho chị xem lại cái bộ tay ngắn. Bộ Âu hả chị? Âu hả chị Hoa? Bộ này 50-60 mấy chị. Rất đẹp luôn. Chị coi lại bộ Âu hay gì? Nè mấy chị, xu chen đẹp lắm. Em mới về luôn. Cực kỳ đẹp bộ này luôn dùm em cái. Âu với chị 50-80kg. Thôi đủ size cho mon mon. Còn 2 bộ này. Su chen nhớ chị. Sale 520. Bao rẻ luôn mấy chị. Mấy chị đi lấy sỉ còn có giá này luôn. Riêng hiện giờ hàng Tết mấy chị. Lấy sỉ còn có giá này luôn nha. Trời hàng Tết mấy chị biết chào sỉ em là 600-700 một bộ. Kinh khủng luôn á. Rồi ai lấy comment giùm em ha. 520 chị, 50-80kg em có size xin trên. Mã số 1 giùm em, hơi bị bụi và đẹp. Ai lấy comment. Bao giá luôn. Toàn hút không ai bán một mấy cái bộ này giá vậy đâu mấy chị. Cho mấy chị đi toàn hút luôn ai bán giá 520. Rồi ai lấy em đang mặc comment nha. Mon mon đâu hay size 60 mấy ơi. Ê mấy đứa ơi. Chị đứa nào cho em miếng nước ra đây cho anh nè. 4 bộ. Rồi Phạm Mộng Liên lấy 72kg ok chị. 520 mấy chị, bộ này đẹp lắm luôn á chứ em mua đi mấy chứ. 520. 520. Từ 50kg mấy chị, quần không bo, thấy không? Rất là đẹp luôn mấy chị. Từ 50-80 em có size 520.000 một bộ này. Ai lấy comment liền giùm em nha. Khóa kéo luôn mấy chị nha. Rất là dễ mặc. Su chen giùm em. 520 tiền. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Rồi bộ maxi nè mấy chị, 50-60. 430 còn 2 bộ nhất hết. Chị để đó, trên đó nè. 50-60-430. Mẫu này còn đúng 2 bộ hết. Bắp ngô xin số điện thoại đi chị. Nhiều ký kèm số ký số điện thoại luôn. Rồi đang mặc 430 mấy chị. Còn 2 bộ. Ai lấy comment giùm em. Mẫu này không quay thì chưa like. Từ 50-75kg em có size. Rồi hàng 580 quay mấy chị. À thôi em lỡ rồi em bán bằng giá luôn 430 cho mấy chị luôn. Cái mẫu 580 còn rớt lại 430 luôn mấy chị. Từ 50-75kg có size. Bắt ngô và nhắn tin cái gì mà tôi không hiểu. Cái quần chỉ chân luôn á. Chị nhắn. Nô em. Hả? Chị nô em á em. À chị là chị nô em á hả? Trời ơi trời. Nô em được lắm á. Nô em là 70kg á. Nô em được. Nô em 70kg rồi. Thấy á. Thể thao đủ size. Mon mon à. Ngồi không phiên dịch cho chị nữa mày. Ngồi bị cừ không à. Rồi chị ha. Chị Hồ Phượng nè.
Hộp phượng nhiêu ký cho chị, cho em số ký chị cái đi. Tại cái này đi khác size thường nha. 55 ký. Phương Thu là 65 ký đủ lại phải không? 65 đủ lại. Rồi cái này em còn size 75 luôn á chị, 430. Bộ này đẹp mấy chứ ơi. Hơi bị rẻ luôn á, 75 đủ lại có size mấy chị. Ai lấy 75 cùng anh 75 đủ lại nha. 43 mấy chị, hơi bị rẻ luôn á. Nè. Giống vậy mà có màu khác không không? Nhắn còn nhắn lên cho. Su chen rồi Noel ok. Trời ơi cái bộ này nó đẹp mấy chị ơi. 510.000. 1 ha. Size cho mình là từ 50 đến 90 ký. Âu đi mấy chị. 510 bộ này quá đẹp. Hồ Phượng ok chị ơi. Bộ Âu đang mặc nha. 510 tiền. Từ 50 đến 90 kg em có size mấy chị. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ Âu này giùm em nha. Bộ Âu tim mấy chị. Không đẹp không lấy tiền, tay ngắn, sành sò luôn mấy chị ơi. Ai lấy comment giùm em cái. Rồi chị hổ hổ lấy to nhất. Ok chị ơi. To nhất nè. 510. Minh Châu lấy 75. Ok chị ơi. Minh Châu 75. Bộ đang mặc nha. Đẹp luôn á chị. Dở hơn là 72. Bộ này xuất sắc luôn á chị. Hàng Âu đẹp lắm. À, Tố Nga là 80 ký. Tố Nga là 80. Ok chị. Cô Ba Ngọt Ngào 65. À, 65. Bộ này siêu đẹp nha. Đến 90 luôn. Trời ơi cái bộ này đúng dễ thương luôn á chị. 490. Siêu đẹp giùm em cái. Bộ này quá đẹp mấy chị ơi, 49. 50 đến 90 ký 490 giùm em. Cái nón lưới siêu đỉnh luôn. Bộ em đang mặc 49 đi mấy chị, đẹp quá trời. 50 đến 90 ký mặc nha. Đang mặc quá trời bụi mấy chị. Cực kỳ bụi luôn giùm em nha. Bộ đùi Âu. Dung Nguyễn là 80 ok chị. Không
mua tiếp nữa chứ. Đẹp tình sò đẹp luôn giùm em cái. Hàng VIP giùm em cái nha. 490. Chị hổ lớn nè. Bộ này quá trời đẹp. Mua đi mấy chị, không ai có đâu mấy chế. 82 cho tấn liên, ok chị. Ai lấy ra mặt comment ha. 490 mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Có chị, hàng có size chị, 50 đến 90 kg có size. Ly cà phê nhiêu ký? Cái bộ này đẹp lắm chị. Hàng VIP á. Cái chất cũng thịnh nha mấy chị. Bộ này cũng 49 nè, bụi lắm. Ly cà phê 80 ok chị. Này, cái bộ này cũng 49 đẹp lắm. Từ 50 đến 90kg luôn. Bộ này hơi bị bụi luôn. 490.000. Bộ này quá trời bụi mấy chơi. Ai lấy comment giùm em nha. Xíu đẹp mấy chị. Cực kỳ xịn sò đẹp luôn giùm em. Từ cho mình là 50 đến 90kg. Hàng xịn mấy chị ơi. Bộ Âu nha. 490 giùm em cái. 490 mấy chị. Ai lấy cầm ơn giùm em. Rồi em lên một mẫu này nữa nha. Đặt một bộ 503 rồi sao? Điện thoại này nghe gì là sao? Bộ này mấy chị đẹp lắm luôn. 50 đến 80kg. 530 bộ này. Rồi em lên mẫu Âu nữa thôi, làm qua hàng khác nha mấy chị ơi. Bộ này đẹp và nó nhức nách luôn mấy chị. 530. Ai lấy comment giùm em 530. Đang bận rồi. Này thôi chị. Mấy chị ơi. Năm tư mấy chị ơi. Đang mặc 540 nha. Ai lấy comment cho em 540.000. Từ 50 đến 80kg. Ủa 90kg có sai. Rồi. À, 540-60kg cho Ngọc Chi Châu. Mấy bộ này quá trời đẹp luôn mấy chị. Xịn sò đẹp luôn rồi nha. Kính tăng.
Rồi bộ này mấy chị đẹp lắm luôn. Bộ này quá trời đẹp. 470. Em sale cho mấy chị với giá là 390 luôn. Bộ này là mấy chị xịn lắm. L 39 size L. L 234. L 1245. 390 L 1245. Siêu đẹp nha. Dở hơn lấy 4 nào, ok chị. Em xe 390. L 12345. 390 quá trời rẻ bộ này luôn mấy chị. Không mua tiếp giùm em nha. Cái chất nói mấy chị đẹp lắm luôn. Nó một cây dài 5.2. Tiếp ốc của em lấy bộ Suchen 80kg. Mon vỏ, mon chứ là mon C 234. Bình Huyền C 4 nè. L 1245 nha. Có L luôn đó chị. 75kg cho chị Minh Châu. Size 2 cho Hương Thu. Ai? Minh Châu lấy bộ 54. 75kg. Rồi Hương Thu lấy 2. Hương Thu lấy bộ đang mặc tay 2. Ok chị ơi, 39. Quýt Hà 48kg L 390. 85 cho Úc Nguyễn. Ok chị ơi. Dở hơn bố hết rồi nha. 39 55 cho Phạm Thu Hiền. Ok chị ơi. Xe 5 cho chị Tam Nguyễn nè. 399 quá trời rẻ bộ này luôn á chị ơi. Siêu đẹp của em. 390 giùm em. Rồi ai lấy đăng mặt comment ha. L 12345. Bộ đẹp xịn sò đẹp 390 mấy chị. Bộ 540 64kg giao quần. Ok chị. Có. Rồi ai lấy đăng mặt comment nha mấy chị nha. Bộ đăng mặt hơi bị đẹp luôn. L 12345. Yến Lữ xin số điện thoại đi chị. Yến Lữ 58 mặt 1. Kèm số điện thoại giùm em chị ơi. Chị Yến Lữ nè. Kèm số điện thoại chị Yến ơi. Ok chị Yến Lữ 39. Xe 5 Tâm Nguyễn em chốt rồi. Em chốt rồi chị. Bộ này em còn 345 mấy chị đẹp luôn. Không, cái này không có lồng riêng. Cái bộ khóa kéo là đẹp lắm. 530 nha mấy chị. 5253. Em sale cho mấy chị là nhiêu ta? 400 430 luôn.
Body O khóa kéo 430 nghìn. Còn 3 xe 3, xe 4, xe 5 hơi bị đẹp luôn nha. Ai lấy comment giùm em mới chết. Bao giá luôn mấy chị ơi. Còn 345, 430. Full Dior. Rồi cái áo khoác không là đã 300 mấy, 400 rồi mấy chị. Thiệt. Áo khoác bán lẻ không 3 mấy 400 rồi. Nguyên bộ em xem mấy chị 430. Còn xe 3, xe 4, xe 5. Xe 5 cho kim thân ga nè, 430. Rồi còn 4 năm nữa hết. Ủa lộn, còn 3, 4 nữa hết. Hết năm luôn người yêu. Có bộ 5 á, 5 duy nhất à. Em còn 3, 4 chị ơi. Ra chi lưu không? Hết rồi chị. Em còn 3, 4. Hôm này cũng bự vô chi lưu lấy cho 4 đi. 65 chứ cho Út Nguyễn nè. Hết rồi, còn 3, 4 thôi mấy chị. Xe 4.3. Còn đúng 3, 4 mấy chị ơi. Ai vừa 3, 4 thì lấy giùm em nha. Hết sai rồi tình yêu. Còn đúng xe 3, xe 4 thôi. Bộ này quá trời đẹp luôn mấy chị. Còn một luôn á chị ơi. Cái bộ này em còn một luôn nữa chứ. Phan còn một luôn hả chị? Bộ này em còn một luôn. Từ từ đếm coi còn nữa không. 43 em còn một. Một luôn á chị ơi. Một với ba với bốn. Còn hai luôn nè. Có hai luôn. Rồi có hai luôn. Vô lấy ba hả chị? Vô lấy ba hả? Rồi ok chị ơi. Rồi em còn 1, 2, 3 mấy chị ơi. 1, 2, 3, 4 nha. Nè em bỏ vô. Mở đi. Ok chị. Rồi em lên mẫu này luôn mấy chị. Mẫu này đẹp nè. Bộ này em sale 370. Tâm sự tâm luôn. 1, 2, 3, 4, 370. Thôi bị đẹp giùm em cái. 370 tiền mấy chị ơi. Bộ này đẹp xuất sắc giùm em cái nha. Trời ơi cái chất đẹp xịn sò mấy chị ơi. C2 12 1234 mới chết. Một hai ba bốn 370 nghìn. Ai lấy comment giùm em ha. Giang Văn Út lấy 2. Ok chị. Bộ này là bao rẻ luôn mấy chế. Giang Văn Út 2. Lụa Phạm lấy 3. Lụa Phạm 3. Trần Hà 3. Ok chị 370 à. 370 ok. Ngọc Trân Lê Giang 7765. Rồi ai lấy đăng mặt comment giùm em cái bao rẻ luôn mấy chị. Xe 370. Xe 1.
cho chị Thanh Trang Nguyễn Thị xe 1. Ok chị. 370. Bao rẻ luôn cái chơi. Chia sẻ like, bấm like giùm em cái mấy chị. Trần Thị Thị Trang xe 2. Có chị em có nhiều lắm, từ từ em lên từ từ nha. Trần Thị Thị Trang 2. Ok chị ơi. Mấy bộ này không chị, 240 đẹp lắm luôn. 50-65 bộ nhung siêu đẹp. 50-65kg 240.000 đẹp nhất khách luôn. Cái chất đẹp thịnh sò mặc vô mát lắm nha mấy chị nha. Thể thao nhung 240 mấy chị. 50-65kg bọn vừa mấy chị, 240.000. Ai lấy nhung cùng anh nhung giùm em cái. Bộ nhung đó chị ơi, 240 à. Hơi bị đẹp giùm em nha. 240 tiền quá chị ơi. Còn bộ đùi 50-65kg bọn. Đùi này em xem mấy chị 170 luôn. Ai lấy bộ đùi còn bên đùi giùm em cái. Nhung không chết cho Hiếu Thảo nha. 50-65-170 đang bận. Ai lấy đùi 170 còn bên đùi 170. Nguyễn 170. Nguyễn Thu đùi, đùi 50kg 170 luôn. Đùi cho mi vô luôn. Ok chị ơi. Đùi em còn. Bộ su chen tím size nhỏ. Em còn size L 58 rồi lại mặc vừa. Su chen 50-58. Hiếu Thảo em lấy anh Nhung cho chị rồi. Su chen cho mấy chị đẹp luôn. Khoác đi o 63 cho Trương Hồng size 4. Cái bộ đó là 430. Bộ siêu chen đang mặc em xả cho mấy chị với giá nè. 480. 50-58kg bộ siêu chen màu tím. Còn một bộ size nha, 480 thôi. Siêu chen size là 480. Bộ tay dài thể thao đi mấy chị, 390 đẹp lắm luôn. 4,5 size 39 size còn size 2. Rồi mấy cái bộ này đẹp nhất lắm luôn mấy chị ơi. Theo 390. Bộ phiền này đang hot. Đẹp cực kỳ luôn. 39 size 2. L và 2. Em còn đúng size L với size 2 mấy chị. Ai lấy comment cho em 390 L và 2. Ba trăm chín mươi nghìn L với hai mấy chị ơi. Ai lấy comment nha. Cái bộ này cái chất mà mát rượu rồi mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn giùm em nha. Giờ bà giao mình nói mình hiểu hay thấy không? Thấy bộ đặc biệt hơn chưa? Lấy thêm một bộ 52. Chỉ 520 là su chen. 520 là su chen đúng không? Dạ. Nhiều ký? 64 ký. Rồi bộ này em còn xe 3, xe 4, em xe 350. Bộ thể thao này em còn 3 và 4, xe 350 thôi. Chỉ đã 64 ký. Giao Quỳnh lấy bộ 520 su chen ok. L vô 39 em ơi.
đang mặc em còn 34, em sale 350, đẹp lắm luôn. Bộ này xuất sắc với chị, 350. 34 cho mon mon. 350, quá trời rẻ luôn. Mấy chị ơi, chia sẻ like, bấm like nè em nha, để em lên mấy chị sale cho mấy chị luôn. Mon lấy 34. 350 ngàn. Mây lê đây. Mây lê lấy 4. Rồi hết. Hết rồi. Chị Hai Lan Nguyễn hả? Hồi bữa như có rồi mà ta. Bộ này là 45-58. Có chị xíu em lên hàng HQ, HQ cho 45-58 xem 200. Cái bộ này đẹp lắm luôn á chị. 45-58 xem 200 bộ thôi. Giá bao rẻ luôn, 200 ngàn. Ai lấy comment nha. Bốn mươi lăm năm mươi tám 200. Xinh đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ lửng này em xem mấy chị 350. Em còn xe 1. Ba trăm năm mươi ngàn xe 1. Đằng sau là đầm chị. Còn 1 nè. Rồi còn đúng xe 1 em xem 33 luôn cho hết. 50-59 cái mặt được 1. Xe 330. Ai lấy comment cho em 330. Siêu đẹp luôn á chị ơi. Cái bộ này đúng xe 1 330. Bộ lửng ngố nè. 330 cho Ngọc Thảo, ok chị em. Chị May đây. Rồi bộ này là xe 1 mấy chị. Bộ này 4,5 xe 39. Cái bộ chữ C là đẹp lắm. Cái chất là mấy chị ghiền luôn. Cái viền là đi lên, đẹp chưa? Em còn 1 nè, còn 2. L12 390. L12 3. Gia Quỳnh số điện thoại này L123390 mấy chị. Cái bộ này hơi bị đẹp luôn mấy chị. Cái chất mặt sướng lắm. 123 em chất cho mon. L nó hết. Bộ này em còn L với 4, xe 350. L với 4 x xe 350. 350 ngàn mấy chị. Bộ này vuông đi lên, đính đá đẹp lắm. L với 4X là hết hàng. 350 ngàn. Như rẻ luôn á chị ơi. Một với hai bộ này xe 37. Bộ tay dài này 43, 45 mấy chị. Xe 37 quá trời rẻ luôn á. Xe 1, xe 2 370. Trời ơi, cái chất cũng đẹp. Xịn sò đẹp luôn chị ơi. 1, 2
1 và 2 370 giùm em. Ôi da thổ cẩm siêu đẹp luôn á. Size 1, size 2 mấy chị. 370 nghìn. Còn có 4 bộ hết. Rồi ai lấy cờ bơi luôn. 370 mấy chị. Một và hai giùm em cái. Bộ này em còn 1, 3. Phú An lấy 1. Bộ này còn 1, 3, xe 37 luôn. Trời ơi chị dùng dao vậy tính lại cái số nào vừa là đúng á chị. Chị cho nãy giờ 400 lần không biết số nào đúng luôn á. Nhỏ nhỏ. Nhỏ ơi. Nhỏ. Cái gì đó. Rồi mấy chị ơi bộ này đi mấy chị. Vừa nha chị Huỳnh Thu. Huỳnh Thư. Vừa chị 49. Cái bộ 1 em. Rồi. Size 3 em cho Ngọc Diệp nè. Rồi bộ đang mặc còn size 1 nữa chị 370 đẹp lắm không. Quốc An lấy 1 đang mặc. Bộ này em còn xe 3 nữa chị, xe 350. Ồ cái bộ này đẹp luôn, 350 giùm em. Hát quy hát quyết em cũng có, để em like từ từ vô mấy chị. Đang mặc đi mấy chị, 3 ớt eo. Em xe 350 thôi. Thôi bị đẹp. Như thôi chị lấy một bộ ok chị em lấy rồi. Rồi đang mặc 3 đi mấy chị. Xây 3 ít tâm thiệt tông 350 ngàn luôn. Em còn đúng 3 ít mấy chị. Bộ là đẹp mấy chị ơi xem nè. 350 ngàn. Ai lấy comment giùm em 350 xây 3. Thanh Hồng lấy 3. Ok chị yêu 350. Quá trời rẻ luôn chứ. Mẫu này em còn xe 1, em xe 350 luôn. Một ít 350. Bộ thể thao này quá trời đẹp. 1XL 350. Thầy Quỳnh Giao không hiểu nổi bác luôn. Châu hồi luôn. Hồi 80 số luôn. Yến Lửa lấy một bộ đang mặc hả chị? Yến Lửa đang mặc phải không chị? Xe 1 nha. Ba nữ. Bộ này em có 1, 350 luôn. Để em coi còn mấy size. Size 1, 350 giùm em bộ này. 1 với 4 đó chị. Coi chị bộ này xem mấy. 1 với 4, 350 ngàn đang bận. Quá trời rẻ luôn đó chị ơi. Mùi viên này sao? Xe 1, xe 4, 350. 1, 3, 4 mấy chị ơi. Bộ đang mặc còn 1, còn 3, còn 4. Giá 350 thôi. Bao rẻ luôn mấy chị ơi. Chắc coi dễ nha. 1, 3 với 4. 350 ngàn mấy chị. Ai lấy em đang mặc comment giùm em. Rồi xương trong, xương chuông là lấy 4. Ok chị.
xương chân ok chị ơi. Mon mon có 3 nha chị. Rồi còn 1 nữa hết. Bộ này em có lời với 4 xe 39. L với 4 á chị, 390 bộ này. Đẹp lắm luôn á chị ơi, L và 4. Bộ hai viền siêu đẹp luôn. L với 4X 390. Bộ này 4 rưỡi đó chị. Còn có 3 bộ xe 390. L với 4 là hết. Chị ơi, còn xe 3. Em xe 3 rưỡi luôn. Xe 4 là 73kg vừa. Chị xương chân ơi vừa chị. Bộ này đi mấy chị đẹp lắm luôn. Bộ này em còn xe 3 duy nhất. Em xe 350 đi on. 350.000 xe 3. Rồi hơi bị rẻ luôn mấy chị ơi. Xây 3 dùm em cái. Bạch Liên với 4 em ơi. Mẫu trước 39. Rồi đang mặc cho mấy chị xây 3 350. Bộ này đẹp nè mấy chị. Tâm thì tâm, mã này hơi bị đẹp. 3X 350.000 xây 3. Bộ này là còn xe 4 á chị. 350 còn xe 4. Ba trăm năm mươi ngàn còn xe 4. Quần ngố em nha. 350 xe 4 quần ngố. Rất đẹp luôn á chị. 350 thôi. Xe 4 giùm em cái. Bộ này mấy chị. Bộ này 500. Em xe cho mấy chị 450 luôn. Còn 1, 2, 3, 4 xe 450 luôn. Bộ này hạn giá quy siêu đẹp. 1, 2, 3, 4, 450. Giá quỷ diệt mấy chị ơi. Còn mấy cái bộ này bao rẻ luôn mấy chị. 1, 2, 3, 4 cho mon mon. Rồi còn 1, 2, 3 hết nha. 350.000 mấy chị ơi. Ở 450.000. Bộ đẹp lắm. Đang thì hết 4 rồi. Còn 1, 2, 3. Không có lùng riêng nha. Rồi, bộ này em về hả mấy lần luôn á chị. 4-5 lần. Còn đi bán được kinh khủng. Còn này rớt lại. Đang bận qua Trần Dương nha. 450. Thanh Hồng 3. Ok chị. Trần Thị Thị Trang 2. Mai Thí Huy 3. Hết rồi, hết 4 rồi, còn 1, 2 nữa hết. Thêm 1 cho Hình Thư. Hình Thư lấy 1, ok chị. Mấy chị chờ em xíu, em like vô tới HQ, em xem HQ cho mấy chị luôn. Mình mặc luôn nè. Xương chân hết 4 rồi chị. Không còn đâu. Bộ này em còn xe 1, xe 3. 350 luôn cho mấy chị cho hết. 430.000 xe 3 rưỡi luôn. Còn 1, còn 3 ok luôn. Rồi 1 với 3 mấy chị ơi. 1 cúc cho chị Kiều Lan Lu lấy 57kg mặc 1. Xe 450. 75kg anh Hà lấy xe 4 chị.
có bụng thì lấy giùm em size 5. Chị Thư Võ nè, lấy đang mặc 1. 350.000 không mua tiếp bộ. Bộ này mấy chị. Rất đẹp luôn nha. 1 chí 3 là hết hàng. 350k. Mấy chị ơi, bộ này đẹp lắm luôn. Hơi bị rẻ bộ đó. 2 bộ 3 mon mon. Rồi bộ này luôn mấy chị. Hàng giả quy luôn, siêu đẹp dùm em. $510.000. Em sale 470 bộ này. Siêu rẻ luôn. $470. Size 3 là 65-70kg như Chiên Châu. 1 là 50-59. Bộ rất là đầy đang mặc hàng VIP. 470. Em có 1-2. Size 1, size 2, size 3. 1-2 với ra 1, 2 với 4 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 470, 1, 2, 3, 4, 5 mấy chị. Bộ này sang thôi là sang. Hàng xịn đó mấy chị. Quét nha. Ai lấy em đang mặc comment 1, 2, 3, 4, 5, 470 giùm em. Bao bụi, bao sang luôn bộ này. Hàng xịn sò đó. Bông cúc hết 3, bông cúc còn 1, 2 rồi chị ơi. Cúc còn đúng bộ 1, bộ 2 nữa hết. Rồi đang mặc đó chị, 470 nha. Đang mặc size 2 Phương Nguyên, ok chị có. Hàng thịnh sò đó chị. Hàng này bá chứ không chết hả. Rồi giá sale đây là quỷ diệt luôn chị ơi. Em bán nó hết 470 giùm em nha. Diễm My là size 2 luôn, ok chị. 1, 2, 3, 4, 5. 5 còn đúng con bộ à. Thanh Bình lấy 4, ok chị. Thanh Bình 4. Bộ này chung hãng với mấy con bộ mà tay dài 530 cho nên cái chất rất là đẹp luôn các chị. Cái chất nó đẹp, phần sò đẹp. Rồi bộ tay dài còn 14 xe 350. Tay dài cái chất đẹp là đẹp. 1 và 4 350.000. Nó đẹp xuất sắc giùm em nha, xe 1, xe 4. Xe 5. 1, 4 và 5, 350. Lan Lương bông cúc xe 2, 450. 1, 4, 5. Trời ơi, cái bộ nó đẹp mấy chị ơi. 350.000 giùm em bộ này. Còn 1, còn 4, còn 5. 350. Hơi bị rẻ luôn mấy chị ơi. Thanh Hồng lấy 5, ok chị. Có 3,5 thôi mấy chị. Còn rẻ hơn em bỏ sỉ đó. Mấy đợi em bỏ sỉ hơn chưa có giá này luôn mấy chị. Tại giờ có ít bộ em xả cho mấy chị bánh bèo mà. Rồi ai lấy em đang bận comment nha. 1,4,5 mấy chị. 350. L em chốt cho. L hả em? Đây. Cái bộ đó mình thấy L. 1 ít chị Hình, Hình Hình My ơi. Kiều Lan Lu lấy 1 em. Rồi cái bộ này sang ơi là sang mấy chị. Mới gì. Đẹp xuất sắc giùm em luôn. 1 1 2 3 4 5. 350, 75. Hay lên Nguyễn xe 4.
Bộ này đẹp xịn sò. 4,90 thôi mấy chị. 510 bán 4, mấy chị 4,90 thôi. Cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Một nè. Ba nè. 1,3,4. 1,3,4,5. 4,9 luôn cho hết. Ai lấy comment 4,9 giùm em. Đang thầy xe 4 ok chị. Bộ này quá trời đẹp. 4,9 cho đang thầy xe 4. 1,3,4,5. 4,90 mấy chị ơi. Không có hai hết hai rồi. Bộ này khách mới bán hôm qua luôn. Hết hai rồi mấy chị. Rồi còn một mấy chị ơi. 1,3,4,5 à. Giùm em cái. Bộ này là bao. Bao đẹp luôn mấy chị. Thịt sò giùm em. Mấy bộ này mặc sang lắm. HQ VIP. Cái 1. Cái 2. HQ VIP nha. 1,2. Sale 440.000. Đẹp ơi đẹp luôn. Xe 1, xe 2, xe 4, 40. Hàng HQ. À, đỉnh của đỉnh luôn mấy chị. Rồi ai lấy comment nha. 1,2,440. Còn đúng 2 sai. Xe 1, xe 2 mấy chị. 440.000 1,2 dùm em nha. Bộ này đẹp xuất sắc dùm em luôn á. Cái chất mấy chị mặc 3 năm còn chưa hư nữa. Xe 1, xe 2 440. Tiền mấy chị ơi. Ngọc Trân Lê Hồ lấy 2, ok chị. Rồi em còn 1 nha. Đầm L 14 xe 250. Đầm lai sao em xeo rẻ cho mấy chị bận luôn. Đầm của hãng HQ luôn á. L 1,4 xe 250. Ai vừa lấy. Mèo thêm HQ 2 hết rồi. Đầm nữa chị. Chắc là co giãn luôn. L 1 và 4 250.000 đầm. Ai lấy đầm cùng anh đầm giùm em. 250. Bao rẻ luôn mấy chị ơi. 250 tiền. Ai lấy comment. Bộ này em còn xe 3, xe 3 rưỡi nữa chị đẹp. Bộ quần à, quần 7 tấc à. Còn 3 còn 4 em, còn đi còn 4. Bộ này em còn xe 3, xe 4, xe 350. Đó trên tay em. À, cái bộ này dễ thương của chị, 3 4, xe có 3 rưỡi thôi. Bộ này đẹp. Xe 3 và xe 4 đó chị ơi. 350.000 giùm em. Đang mặc. Hơi bị đẹp luôn mấy chị. Đỗ Suka lấy 3. Ok chị. Bộ beo tay lỡ. Ủa bộ beo tay ngắn. Còn 1, còn 2, còn 3, còn 4, còn 5. Đủ size. 350.000 luôn á chị. 400 mấy một bộ nha. Em xe 350 luôn bộ này. Bao rẻ luôn mấy chị ơi. 1,2,3,4,5, 350. Ai lấy comment nha. 1,2,3,4,5, xe 350 nha. Trời ơi, cái chất của nó đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Xuất sắc luôn á. Ai lấy comment cho em 350. Thank you.
sáu năm đeo với chị, ba rưỡi giùm em. Ba trăm năm mươi ngàn beo. Chim châu xe ba. Ok chị. Bộ tem nữa chị, tem đẹp chị. Tem bán cho mấy chị 350 ngàn luôn. Beo 75kg em có chị Thích Đinh. Có chị. Cao thì chị lấy xe 4, còn không không thấp thấp lấy 5 chị. 5XL 80kg lại mặt vừa. Rồi bộ tem với chị 3 rưỡi thôi. Tem em có 1, có 2, có 3, có 4, có 5, đủ size. 400, 420 mấy chị, xe có 3 rưỡi bộ tem. Quá trời đẹp luôn. 350. 350 ngàn giùm em mấy chị ơi. Ai lấy comment. Tem nữa chị. 1, 2, 3, 4, 5. Từ 50kg mấy chị đến 80kg có size. Đang mặc nha. Không, hình như không có 5, hết 5 à. 4 à. 1, 2, 4. Không có 5, sorry mấy chị. Rồi, ai lấy comment cho em 1, 2, 4 tem. Tiêm cho rổ Yuka C3. Beo 5 em trước, tức lên 350 beo 5. Cầm thì chưa có lên được đâu chị, lên bộ. Tối nay chú ý lên bộ chị ơi. Rồi ai lấy em ra mặt comment nha. 1, 2, 3, 4. Mấy chị ơi, 350 nghìn. Cái bộ tem này em bao đẳng cho mấy chị luôn á. Tim này là siêu rẻ luôn á chị. Nó chắc đẹp lắm luôn á chứ. Beo còn rất là bộ xe 5. Beo xe với chị 370 luôn. 450 xe 37. Lên HQ biết. Có chị đếm lên cho. Đếm lên HQ cho. Xe 5 beo 370, một bộ duy nhất. Bộ này em cũng còn 5 luôn, đẹp chưa? Bộ đèn quận ngố nha. Hàng giả quy. Siêu đẹp. Bộ này em xe cho mấy chị 400 luôn. Không, bộ đang mặc 500 mấy. Quần dài 502, xe mấy chị 450. Xe 5 450. Đang bận nha. Rồi xấu đâu còn bộ này hay. Hàng bơm đúng không? 520 với chị. Còn bộ xe 5 xe 450. Giả quy. Bộ hàng giả quy nha. Chữ BB. Xe 5 kim thân ga 5 450 nè. Bơm quá bơm gì. Xe 3. Em sale cho mấy chị 350 luôn. Hàng viết cho em 350. Ai lấy khoác 3 comment 3 giùm em. 350 ngàn xe 3 khoác. Siêu đẹp mấy chị ơi. Mon mon lấy khoác. Cái bộ hoa cúc, cúc này nè mấy chị. Em còn bộ 380 xe 1. 430 xe 38. Xe 1 giùm em nha. Mon mon là ồ gì? Kim Sơn Ga lấy gì 5 chị? Lấy cái bộ của Double Ray đúng không? Cái bộ BB đúng không? Chữ BT đúng không? Một xe 5 đúng không? Có lấy cái bộ eo không? Rồi đang mặc 1 đó chị ơi, 380. Dương Nhạn lấy 138. Bộ này em còn 4 em sale 250 luôn, xe 4, ưu tiên luôn. 250 ngàn xe 4 luôn. Bộ này siêu đẹp 250. 4XL. Không mua tiếp. Bộ thể thao này
Em còn size 2, em sale cho mấy chị 230. Thể thao size 2 sale 230. 250 cho Lê Hà size 4. Ok chị. 2XL thể thao 230. Ai lấy comment một bộ duy nhất 230. 250 hết hả? Không mon lấy 23. Bộ này em còn 1, em sale 23 luôn. Sale 1 230 luôn. Bao rẻ luôn á chị, 1X 230.000. Em biết rồi, chị Hao Hân biết rồi, hết 4 rồi. Sale 1 thể thao 230. Bộ này sale 3 đó chị, hàng VIP, hàng 54. Bộ đẹp chả mang luôn, hàng 54. Em sale cho mấy chị với giá là 450. Bộ đang mặc size 3 nha, size 3 450.000. Đang mặc siêu đẹp luôn, 65-70kg mặc 3 450. Size 1 230 cho Hằng Nguyễn. Ok rồi. Mới chia sẻ cho em 3 lần nó lóc nữa mới. Ủa vậy hả chị? Rồi 1X, 1X mấy chị, 3X còn em, 3X em chốt cho mèo thêm 450. Bộ này em có size 1 rất đẹp luôn á chị, size 1, size 5, 1, 2, 5, em size 300 cho mấy chị bận luôn, ưu tiên luôn nha. 1, 2 và 5 sale 300 bộ. Bộ này là bộ ngôi sao, vừa bán vừa tri ân luôn đó chị, cho hết. Bộ sao này đẹp lắm, 1 với 2 với 5 nha. Giá này siêu rẻ luôn, Nguyễn Hoa lấy 1 300 cho mấy chị thôi. Bán xả hàng luôn đó chứ. Cái bốn giờ kỳ quá, dạ nó mất tương tác đó chị. Nó bị mất tương tác chứ lại. Mèo thêm size 2 đang bận nè, 300. Rồi còn 1 với 5 mấy chị ơi, 300.000. Thôi bị rẻ luôn á chứ. Còn 1 với còn 5, 300 luôn. Ai lấy comment giùm em nha. Nó qua World Cup nó mới mở lại mấy chị. Còn lúc bây giờ tất cả rồi là bị hạn chế tương tác hết. Với lại nó khó lắm. Rồi Lan Nguyễn size 5 nè. Qua World Cup nó mới mở lại. Cho nên là hả giờ bán chừng mầm, bây giờ qua ăn cướp từ Tết mẹ nó rồi. Sao mà thấy được, tôi xả hàng rẻ cho mấy chị nào mua là hơi bị rẻ luôn. Rồi, bảo bảo xe 2 hết rồi chị, còn 1 còn 5. Châu Phượng lấy xe 1, ok chị. Xả hàng mẹ nó cho nó hết, nghỉ Tết luôn mấy chị. Rồi còn 1 còn 5 mấy chị. À, bộ HQ sọc cho chị xe 1, cho chị lấy thêm rồi. À, Ngọc Trân Hồ lấy xe 1, ok em, 440. Này có bộ tiêu gì đó thì chia ơn cho mình luôn nè. 50-70kg xeo 200 cho mấy chị bận luôn. Đã cho nó hết mình luôn. 50-70 xeo 200 bộ tiêm. Hết nghe rồi hả? Còn chị, một ít cho chị Nguyễn Hoa 300. Bộ tiêm này siêu đẹp luôn mấy chị. 45 đến 70kg. 5X cho Bảo Bảo 300. 45 đến 70kg em có size, sale 200.000. Bộ tiêm nha, siêu đẹp luôn, 200. Ai vừa đó, cái này thì cho số ký nha mấy chị. Đang bận sale 200 mấy chị yêu ơi. Hơi bị rẻ luôn mấy chế. Giá mèo luôn chế. Tiêm giùm em nha, 70kg lại có size 200k. Cái áo đẹp xuất sắc luôn, cái chất đẹp lắm á chị ơi. Cái bộ nè, 124 cho chị Mon. Hai trăm ngàn giá xe bánh bèo luôn. Ai lấy comment 200 giùm em cái nha.
bới ở đây quăng 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 bộ ra em chỉ coi. Không kêu đứa nào đi em, con hỏi đi. Ớt ơi. Ớt ơi. Đâu đâu đâu, quăng gì? Dạ, bộ. Rồi bộ này em còn xe 3, xe 350 mấy chị, xe 3 rồi, xe 3. Ra đây nhiêu? Lên. Ờ lấy mấy cái bộ, ừ lấy mấy cái bộ có cấp ra. Rồi bộ đang mặc đó mấy chị, còn xe 3 350. Bao đẹp luôn, một bộ duy nhất xe 3. 350.000. Bộ này luôn mấy chị, em còn một với ba, ba nữ luôn. Mèo thêm lấy ba, ok chị. Còn một á chị ơi. Còn một nha, còn một còn ba. 350. Cái một cái ba đang bận 350. Ai lấy đang bận cùng mình. Em cắt chị một dây trên đó luôn. Ừ đi xuống luôn, đúng rồi. Đấy, phải mạnh qua đây. Đang bận với chị, một cái ba đẹp lắm luôn cái bộ này nè. Sang xịn sò sang luôn á. Cái một cái ba 350. Thảm tiếp nha, lấy ba đang bận nè. 350. Rồi em còn một á chị ơi. Hết ba là còn một. Phía sau đỏ là đầm chị, xe ba hết rồi chị hả? Phía sau đỏ là đầm chị, đầm thể thao á chị, đẹp lắm. Rồi bộ này em còn xe 5. Xe 1 với xe 5. Đầm nếu mà đầm muốn lên thì tối mai em lên cho. Đang mặc lụa phạm lấy 1 hả chị? Lấy 1 hay 3? Lụa phạm thường 1 hay 3? 70 kg 3 vậy hết. Bộ đang mặc đó mấy chị, em còn xe mình xe 1. Xe 1 và xe 5 350. Thôi bị đẹp luôn. Ai lấy comment giùm em nha. Nè mấy cái hắc quỳ cho em. Hãy hắc quỳ qua. Đó. Cái gì? Ừ đúng rồi. Đang mặc đó mấy chị, 1 1 với lại 5 350 giùm em. Đầm đúng không? Năm mươi bảy lăm 410 chị đầm. 50 đến 75 kg đỏ mặt nuôi lên mặt tết 410.000 siêu đẹp luôn. Đồ thảm hết ba rồi, không có ba đâu chị. Trời ơi đang mặc đẹp lắm luôn mấy chị. 50 đến 70 75 kg có size 410. Đang bận em. Em quét một cái bây giờ. Đây một cục, bỏ đi cục mày. Ai lấy đầm cùng anh đầm giùm em nha. 410.000 mấy chị. Đầm đẹp cũng luôn đó chứ. Được rồi. Mẫu này với mẫu này nè. Có hai mẫu nè. Cái mẫu này là mấy chị Lý Phương đầm 75 phải không? Lý Phương 75 nè. 410, đầm đỏ đẹp lắm luôn mấy chị ơi, nhìn xịn. Rồi mẫu này mấy chị. Mẫu này thì 390. 50 70 kg thôi. Mẫu này rất là đẹp luôn á chị. 390. Từ 50 đến 70 kg. Đang bận nha, mã số 2 390. Chỉ một ly này nè, để em bên. Mai lấy. Có hai mẫu đỏ. Rồi HQ đó mấy chị, mẫu này. 1. HQ nè. Quy giờ em sale rẻ cho mấy chị bận luôn nha. Cái này hàng em xả nha. Chú bên đây đâu, bên Zalo khỏi lấy, ok chị. Rồi có
có mấy mẫu mà em lên được hai mẫu rồi chị, còn túi ở trong. Size 1 HQ size 450, size 1, size 3, size 4. Chị nào mua hôm nay là lắp HQ hơi bị rẻ luôn á. 1 với 3 với 4 với 5, 450 ngàn HQ. Hơi bị đẹp luôn nha. Cái bộ này bao sang luôn các chị, 450 giùm em. HQ em bán 49.500 con đó chị, sale cho mấy chị là 450 ngàn luôn cho hết. Em còn 1, còn 3, còn 4, còn 5, 450k. Mấy chị ơi, siêu đẹp giùm em bộ HQ. Em vì bao sang luôn, cái bộ này mặc lên sang lắm luôn các chị nha. Vi Nguyễn xe 3, chị nào không mua hôm nay tiếp. Ai lấy comment cho em. Hàng này em bao cho mấy chị luôn, không ai bán giá này đâu mấy chết. Bộ ông xãi đó mấy chị bận luôn. Ai lấy HQ comment đi. 1, 3, 4, 5, 450 ngàn giùm em cái. Đẹp xịn sao đẹp quá mấy chết. 3, 4 cho mon mon. Bao rẻ luôn mấy chị. Bình thường là 49.500 không nha. Nha, xả đẹp luôn mấy chết. Chị mèo thêm hết 3 rồi, giờ còn 4, còn 5, còn 1. Còn 1, 4, 5 hết. Rồi bộ này em còn 4 mấy chị, đẹp chưa, 350 luôn. Bộ này em còn xe 4, 350. 4XL 350. Xe 4 không à, 350 bộ này quá trời đẹp mấy chị. Trời ơi, cái bộ này mặc hơi bị đẹp, sang sành sò luôn. 4XL 350. Ai lấy comment em 4XL 350 giùm em. Dior này em còn 134. Em xe 350 luôn. Xe 1, xe 3, xe 4, 350. Dior tâm xịt tâm. Đẹp lắm mấy chị. 350 xe 4 cho Ly Phương. Đang mặc còn 1. Còn 1, còn 3, còn 4. 350 ngàn mấy chị. Đầm đỏ 410 xe 2 Tiger Nguyễn. Ok chị, 410. Rồi. Mèo thêm lấy đang mặc 3. Ok chị. 350 đang mặc. Còn 1, còn 3, còn 4, 350. Hơi bị đẹp luôn mấy chơi. 134 giùm em nha. 350 ngàn. Bộ này em còn cho mình xe 4, xe 5. Em xe 320 cho mình luôn. 4 và 5, 320. Xe 4, xe 5 mấy chị, 320. Trời ơi, cái bộ thể thao đẹp cũng luôn mấy chị ạ. 4, 5, 320. Dự án gì chi ơn cho hết. Còn 3 bộ xe 5, 1 bộ duy nhất xe 4. Xe 4, xe 5 320 ngàn luôn. Cực kỳ đẹp nha. Ai lấy comment giùm em cái. Xe 4 cho Lục Nga, 320. Bộ này của hãng Giá Huy mấy chị, 500. Em xe 450 luôn. Bi 12345, bi 450. Không mua tiếc giùm em cái. À, của hãng Giá Huy đẹp lắm luôn á, có kéo hai bên nữa chứ. 12345, 450. Đẹp xuất sắc của Bi giùm em luôn. Bi Chanel 12345, 450 ngàn mấy chị. Không mua tiếc giùm em nha, giá hơi bị rẻ luôn á chứ. Ai lấy Bi cùng mình Bi 450 giùm em. À, Trần Thị Trang xe 2, ok chị.
giá xe quỷ gì 450.000 luôn. 1 2 3 4 5 giùm em mấy chứ, 4 rưỡi mấy chị ơi. Đại quy nha, mèo thêm xe 3, ok chị ơi. Trời ơi, hơi bị rẻ luôn mấy chị. Quýt Hà xe 1, ok chị ơi. 450.000 quá trời rẻ luôn. Dương Nhạn xe 1, Ngọc Trân Hồ lấy 5, ok chị ơi. 450.000. Tuy mấy chị, Chiên Châu là xe 3, ok chị. Rồi cái bộ lợn lợn hắc quy nè, Châu Phượng Bi 1 luôn. Phụng Mi 1 có 4 năm cho Bảo Bảo, số 4 số 5, 4 năm bi cho Bảo Bảo luôn. Rồi bộ này đi mấy chị, bộ này em còn xe 1, bộ này là bộ bẫy tấp nha, hàng HQ luôn, em xe 400.000, còn 2 bộ OT luôn. Em còn cho mình xe 1, xe 2, xe 400. Ngọc Trân Hồ thêm 1. Thêm bi 1 nè. 4 tử. Rồi HQ đi mấy chị. Còn 1 với 2, 400. Đã hết luôn. Siêu rẻ luôn nha mấy chị nha. Bộ quần lỡ, xe 1, xe 2, 400. Không mua tiếp, siêu đẹp luôn á. Rồi HQ mẫu này em còn 2 với 3. Quýt Hà 400 xe 1. Bộ này em còn 2-3 xe 450 luôn. Ok HQ nha. Em còn bộ này em còn 3 chứ 3, 2-3 450, chị nào không mua HQ này tiếp. Giá xe hơi bị rẻ luôn. Em còn đúng 2-3 450. Khoan của HQ lấy liền luôn. Lẫn xe 2 cho Linh Đinh Nguyễn luôn. Ok chị. Tính tăng lấy xe máy chị. Cái mỏ nhau mặt chỉ còn đúng 2-3 thôi. Bộ này đẹp lắm luôn, 4 rưỡi. Siêu rẻ luôn mấy chị. Không rẻ không lấy tiền. Rồi ai lấy em nào. Nguyễn Hoa xe 2, ok chị, 4 rưỡi. Mèo thêm xe 3, ok chị ơi. Rồi em còn một bộ 3 nữa hết, 450.000. Hết 2 rồi, còn 3. $450 siêu rẻ. Bộ này nếu chị, bộ form dài. Hết 2 rồi, còn một bộ xe 3 nữa hết chị ơi. Bộ phom dài quần ống lê đẹp lắm luôn. 70kg lại mặc vừa giùm em. Bộ này là 400.000 em sale cho mấy chị 290. Cái bộ này mặc dễ thương lắm mấy chị. Nó một cái áo phom dài ở trong này nó. Mấy chị có nịch mấy chị thắt sơn ngang đây nè. Mặc nó sang lắm luôn á. Bộ này em sale 290. Em còn size 60-70kg. 60-70, 450 xe hết thì chị thôi, còn xe 3. 450 em còn xe 3, đang mặc 29 thì mấy chị. Đang mặc 290 giùm em. Em còn size từ 55 cho đến 70kg. Cái bộ 290 nè, mặc thử cho mấy coi đẹp lắm. Bộ này mặc hơi bị sang. Ngọc Trân Lê Hồ đổi gì hay à? Ngọc Trân Lê Hồ đổi gì hay chị? À bộ bi đổi xe 2 đúng không? Trân Lê Hồ bi đổi xe 2.
Đang mặc 290 mấy chị. 290 nè. Rồi em chốt bây chị rồi. Rồi bộ eo đi mấy chị đẹp lắm luôn. Size 2. Em sale 450 luôn. 510 mấy chị, sale 450. Bộ này luôn. Bộ khóa kéo nha. Khóa kéo veo sang ơi là sang luôn mấy chị. Em có 2XL. 450, 1X, 2X. Size 1, size 2, 450. Rồi còn 1, 2 mấy chị ơi, 450. Hơi bị rẻ luôn mấy chị. Size 1, size 2, 450.000 đang bận giùm em luôn. Bộ khóa kéo veo bao sang luôn mấy chị. Không đẹp, không lấy tiền. Trời ơi, hàng này chị nào mua biết là 500, 510. Size có 450 thôi. Còn mấy bộ em xả hàng. Ai lấy comment nha. 1 với 2 mấy chị. 450. Siêu đẹp giùm em cái. Hai bộ 2 cho chị Mon Mon. Mon Mon ngày mai chút đơn được nha chị. Chị mua Mon Mon tổng cộng mua 27 món, 27 28 món rồi đó. Ba mấy món chứ độ. Comment là 27 lần nè, nhưng mà trước kia có 1 2 3 4 hình như là chắc cũng phải 30 mấy món rồi đó chị. Rồi bộ này đúng á chị, 500. Em xem mình là 4 nữ luôn. Ống rộng, quần dài hay quần ngắn? Quần ngắn chị. Vừa thôi chứ không không dài mà cũng không có ngắn. Nó là dạng 7 tấc đó chị. Bộ đang mặc em còn size 2, em size 4,5, size 2, size 3. Trời ơi mấy bộ này mấy chị không mua em có thiệt luôn. Mấy chị không mua hôm nay là tiếc. Em size quá luôn. Em còn size 2, size 3, size 5. Đang mặc nha. 2, 3, 4, 5. Hết 1 chị ơi. 450 đang mặc. Siêu đẹp luôn. 2, 3, 4, 5, 450. Quê hương nè, 60kg size 2. Hết 2 nha, còn 3, 4, 5. Còn 3, 4, 5 người yêu. Mèo thêm là size 3 nè. Trang phi thì trang hết 2 là chị rồi, còn 3, 4, 5 dùm em. 2, 3, 4 cho Mon Mon. Mon Mon còn, còn 3, còn 4. Bộ này siêu đẹp dùm em cái. Cái này là quần đồ, bộ này quần đồ đẹp lắm luôn. Hàng cũng hàng giả quy luôn. Của hãng giả quy luôn. Em còn size 3, size 1, size 3. Bộ đồ này còn 1, 3. Em xem cho mình 2, 90. Cho mấy chị bận luôn. Một với ba 290. Chắc là co giãn luôn á mấy chị. Cái set này là đẹp luôn. Còn một còn ba 290 giùm em. Trời ơi hơi bị đẹp mấy chị ơi. Một với ba 290 giùm em cái. Ai lấy comment 290 mấy chị ơi. 290 tiền. Rồi mèo thanh lấy ba. Ok chị 29. Mấy cái bộ này em sale quá trời rẻ luôn mấy chị ơi. 290. Khoai phan thì mình sẽ 1. Ok chị. Rồi em còn 3 nữa hết. Mấy chị thấy nó sập sập vậy chứ nó co giãn nha. Nó là chất co giãn luôn của hãng Giáo Quy ra luôn á. Hàng này 4748 luôn mấy chị. Xe 3 450 cho Liễu Phạm. Hết rồi, em còn 45, hết 3 chị Liễu ơi. Cái bộ 450 hết. Còn 45. Minh Phạm mình hết rồi, còn 3X là hết. Mai like chắc like buổi tối chị. Tại ban ngày chốt. Ban ngày chốt like không kịp. Rồi bộ bay siêu đẹp cho dùm em. Xe 450, xe 1, xe 4. Bi này là bi gu xì. Đẹp ơi là đẹp luôn. 1 với chị. 1, 4, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4, xe 450.
ai lấy comment giùm em. 1, 2, 3, 4 450.000 mấy chị ơi. Ai lấy comment giùm em nha, quá trời rẻ luôn á chị. Ngọc Trân Lê Hồ lấy mi 4. Ok mấy chị. Quê Hương lấy 2. Ok chị. Bốn năm mươi rồi, em còn 1, 3, 4 nha. Còn 1, 3, 4 mấy chị. 450.000 bộ quê Hương thì siêu rẻ luôn. 450 giùm em cái. Hơi bị đẹp mấy chị ơi. Đang mặc 3 chất cho hàng Nguyễn. Ok chị. 450 cho hàng Nguyễn xe 3. Ok chị ơi. Rồi bộ này em còn 1 còn 2. Em sale 370. Trời ơi bộ 450 của em đó mấy chị. 43, 45 theo 37 luôn cho hết. Còn 1, còn 2, còn 3. 1, 2 à mấy chị. 370. Còn 1, còn 2. Bộ này hơi bị sang luôn mấy chị. Quê Hương lấy 2. Ok chị, 37. Cái chất đẹp lắm luôn. Rồi 1, 2 mấy chị ơi. 370, 1, 2 dùm em. Hương Thu lấy 2, ok chị. Nghe thêm 2, ok chị. Rồi. À hết 2 rồi, sorry. Rồi, bộ này giả quy. Em xe 450.000 giả quy luôn. 1, 2, 3, 4, 5, xe 450. Bộ giả quy hơi bị đẹp. Mấy chị. Bộ này xịn sò luôn. Cái gì hai vậy chị ơi? Giả quy 510. Sale cho mấy chị là 450 giả quy luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Đủ size dùm em giả quy. Ai lấy giả quy comment dùm em cái. Bao rẻ luôn mấy chị. Đẹp xinh xò đẹp nha. Bên hông khóa kéo. Rồi ai lấy comment. Thảo Lu là xe 2 giả quy đúng không? 4,5 Thảo Lu nè. Đỏ thể thao còn L xe 350 thể thao. Thể thao đỏ xe L 350. L thể thao với chị ơi, 350. Đẹp xịn sò đẹp giùm em, L. Còn chị Ngọc Ngân, Ngọc Hân. Để mua sao còn. Bộ đó là 500 530, đúng rồi. Xe nhỏ đúng không? Rồi lấy cho bộ xe nhỏ luôn. Ngôi sao 530 thì nhỏ nè. Bảo Bảo lấy cái gì hai chị ơi? Lấy cái gì hai vậy chị? Ngôi sao Âu 530 ha. Ngọc Ngọc Hân ngôi sao 530. Ok chị ơi. Huỳnh Hạnh My lấy L 350 nè. Rồi em xem cái bộ đỏ này cho mình mặc Tết luôn đó chị. 450 nè. Bốn trăm năm mươi xe một. Cái chị bận luôn. Bốn trăm năm mươi xe một.
Xe 1, xe 3. 1, 2, 3, 450. Đỏ đứa bù rì siêu đẹp dùm em cái. 1, 2, 3, 5. 450 mấy chị. Ai lấy comment dùm em. 1, 2, 3 và 5, 450 bộ. Xịn xò đẹp luôn mấy chị ơi. 450 dùm em cái nha. Xe 2 cho Bảo Bảo nè, ok chị. Quý hàng lấy ba 450 dùm em nha. Hết 2 rồi chị ơi. Chốt nha chị, để đợt sau rồi chốt nha chị là sao? Giữ lại môi. Bộ ngôi sao xe 75 đang bên. Ngôi sao xe 75 500 530 đang lê có ngôi sao. Rồi, bộ này 350.000 quý chị. Xe 1, xe 2 345. Bộ này 350. Bộ này cái chất đẹp nhất nhất luôn. Xe 3, xe 2, xe 3 nè. Trời ơi, cái chất nè. Nó nhẹ tinh mà nó đẹp, xịn sao đẹp. 2 với 3, 350. Xe 4 luôn. Còn 2, 3, 4. 350.000, xe 2, xe 3, xe 4. Ai lấy comment liền. Kim Sơn Ga không có 5, sorry chị ơi. Bộ này em hết 5 à. Còn 2, 3, 4 hả mấy chị? 350. Quê Hương lấy 2, ok chị. Rồi em còn 3-4 nữa hết. Ngôi sao sắp 2 kg Trần Hằng. 530. Trần Hằng lấy ngôi sao. Bộ đen hết 2 rồi, em còn 3-4 nữa hết. 350 còn 3-4 rồi mấy chị. Ai vừa 3-4 thì lấy. Bảo Bảo lấy 2 giỏ quy nha. Đúng rồi, nãy lấy rồi. Là sao? Lấy 2 mà đúng. Giỏ quy đây. Vậy không có lấy 2 kia hả? Bảo Bảo lấy 2 giỏ quy. Vậy là bỏ cái bộ đỏ ra em ơi. Chị chốt ra nha, tối xe 2, có hai cái bộ đỏ đó. Rồi mấy chị, bộ beo nào đẹp chưa? Xe 1. Bộ này em xe 470, 510 xe 47. Hàng mới đó chị. Mà em xả cho mấy chị luôn á. Của hãng giáo huy luôn. Beo qua cúc. Em còn 1 với 2, 470. Xe 1, xe 2, xe 5. 1, 2, 4, 5, 470. Siêu đẹp luôn. Xe 2, 350 hết rồi. Rồi ai lấy em đang mặc comment nha. Em còn cho mình là 1 1, 2 với lại 4, 5. Mèo Thinh nè, xe 2 nè. 4, 70 nè. Quê Hương là 2 luôn nè. Bộ này quá trời đẹp. Rồi em có 4, có 5 luôn. À, Mon Mon lấy 2, lấy 4 nè. Rồi beo 5 cho Ngọc Trang Hồ nè. Rồi em còn một bộ 1 beo nữa hết. Cái bộ gì? Bộ HQ nữa chị. HQ em còn xe 2 500. Em xe cho mấy chị 470. Bộ này rất đẹp luôn mấy chị ơi. C2 470 luôn, một bộ duy nhất. Trời ơi, cái bộ này nó đẹp. Beo C4 hết rồi. Đang mặc em còn C2 470.000. Siêu đẹp giùm em cái. Ai lấy comment nha.
Quê Hương lấy 2 470. Bộ này đi mấy chị. Ủa cái này là đầm mà. Trời ơi, sao nó sót ở đây vậy? Đầm của hãng Giá Quy luôn. 450. 450, 440. Em còn à? Em còn xe 1. Xe 1, xe 2. Cái đầm này em xem mấy chị là 380 luôn. 1 với 2. 1, 2 4, 1, 2, 4, 380. Xe 1, xe 2, xe 4 đầm 380 của hãng Giá Huy luôn. Siêu đẹp. Siêu đẹp luôn á chị, 38 à. Ai lấy 38 cùng anh 38 giùm em cái. Ai kêu đứa nào vô lấy cái hàng thích quay ra cho chị cái ra. Vô lấy một thích quay ra. Nè, rất là đẹp luôn nha. Ai lấy comment giùm em cả. Bộ này xe 6 đi mấy chị, xe 5, xe 6. Đó. Ủa chưa con mày vô. Chắc thôi chị quanh đi. Ủa chứ con nó vô ngồi nó quýnh chắc cũng chết. Sao ạ, sao quýnh à? Lấy thêm cái đầm sọc ngang. Mặt xe 2, Phương Nguyên cái đầm nào chị? Đang mặt xe 2 à? Phương Nguyên là 380 xe 2. Ừ đúng rồi chị, thấy đi. Cái bộ này xe 5. Xe 5, xe 5, xe 6 đi mấy chị. Bộ này em sale cho mình với giá như ta? À, 230 nghìn. Bảo Bảo lấy đầm 4 em. Anh Trần lấy đầm 1. 380. 220 luôn đi mấy chị cho hết. Cái bộ này á em còn 5 với 6. Em xem với chị 220. Chị nào hỏi mấy bộ này nè, 220. Ai lấy comment giùm em cái. 220 mấy chị ơi. Siêu rẻ luôn giùm em nha. Còn 5 và 6, 220. Siêu đẹp của mấy chị, 5, 5, 6. Rồi ok rồi. Mon mon lấy 5, lấy 6 nè. Nhà Linh còn có bộ 5. Ờ 6. 220. À, nó còn. Hai bộ 5 thôi. Nè, hai bộ 5 không lấy 6. Ai hỏi em mấy bộ đó vô lấy giùm em nha. 6S cho hai Lên Nguyễn nè. Ok chị ơi. Em còn 5 còn 6 luôn á. Còn 4 luôn. Ta cho chị Mon là bộ 4 em. Bỏ bộ 5 lại. Lấy cho chị 4 5 cho chị. Rồi. Long Hiền lấy 6 luôn. Long Hiền 6 ok chị ơi. Thôi thì rẻ luôn á chị, có 220 mới chết. Trời ơi. Nó rẻ mà bánh bèo luôn mấy chị. Rồi. Hết 4 rồi. Long Hiền 6 ok có rồi. Rồi Giá Huy giùm em. Ủa ha, Hắc Huy nè mấy chị. Bộ Hắc Huy này đúng đẹp luôn. Em sale 470. Người lạ 220 hết hàng. Lấy lại. Em còn 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi, hàng này siêu bán luôn á trời. 470 thôi mấy chị. 500 ngàn em sale 470. Quá trời rẻ luôn mấy chị ơi. Mấy bộ này mấy chị mua đáng đồng tiền luôn dùm em. Xe 5 Phương Chi 225. Đỗ Quốc An 225. Rồi đang mặc mấy chị. Kim Sơn Ga lấy bộ đang mặc 5, 470. Ok chị ơi chị. 470. Sang Mai là xe 3 đang mặc. 470 Sang Mai. Bộ Hắc Huy nha. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Ngọc Trân Hồ lấy 2. 470 ok chị. Rồi mấy cái bộ này đẹp giả mang mấy chị. Giá em bao rẻ cho mấy chị luôn. 470. 1, 2, 3, 4, 5.
cực kỳ đẹp giùm em bộ này, 470 giùm em nha. Hoài Quang xe 3 470. Ok chị. Hỏi Phạm Thị Minh xe 2. Ok chị ơi. Hơi bị đẹp đúng không chị? Rồi bộ này mấy chị. Em còn xe 1, xe 3, em xe 4 nữ luôn. 65 cho Út Nguyễn ha. Ok chị. Đang mặt em còn 1, còn 3, 450. Hát quy luôn. Xe bánh bèo cho mấy chị bận luôn. Còn xe 1, xe 3, xe 5, 450 ngàn. Trời ơi, cái bộ này quá trời đẹp. 1, 3 và 5, 450 thôi mấy chị. Ai lấy comment cho em 450 ngàn. Hàng Nguyễn lấy 3, 450 đang mặt. Rồi còn 1, còn 5, 470 xe 1 cho Bảo Bảo nè. Ok chị. Rồi Kim Yếm lấy ra mặt 5 nha, 450. Rồi em còn xe 1 nữa em hết. 450 HQ còn 1. Yến Oanh hết rồi chị ơi. Bộ đang mặt còn đúng xe 1 hết. Tại mấy cái này hết hàng, không còn đâu mới chết. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu đầm này đúng đẹp luôn á chị ơi. Của hãng HQ luôn. Để em coi giá như. Đầm nó cũng để đi em chị. À, Nguyễn Liên ok 450 xe 1. Đầm 450 nè mấy chị, em xe 390. 390. Em có cho mình xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5. Đầm 390. 1 2 3 4 5 hàng sale nha. Chị nào không mua tiếp. Đang mặc 1, 2, 3, 4, 5, 3, 90. Đầm hãng HQ luôn. Rồi cái chất đẹp thịnh sò. 450 xe 5 Phương Chi hết rồi chị. Mẫu đó em hết. Đầm nếu chị đầm HQ luôn dùm em. Cái đầm này quá trời đẹp đó chị. Dùm em cái 390, 390 đầm mấy chị ơi. Xe 5 cho Lê Mỹ Hạnh. Rồi cái bộ này mấy chị 470 đẹp lắm. 500 xe 470. Chưa like luôn chạy. Nhờ xả luôn. Bộ này đẹp cực kỳ đẹp luôn mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 470 ngàn. Trời ơi siêu đẹp luôn. Ai lấy comment giùm em nha. Đang mặc 47 HQ. Đẹp nhứng nách luôn á chị ơi. 1 5 4 3 2 1. Đang mặc đó mấy chị 470. Cái bộ sọc này đẹp lắm. Cái chất thịnh sò luôn á chứ. Ai lấy sọc comment sọc giùm em nha. Sang ơi là sang luôn quý chị. Xe 1, xe 2, xe 3, xe 4, xe 5, 470 ngàn. HQ sọc. Hàng HQ luôn nha mấy chị nha. Xe 3 là 70kg đúng rồi chị Huệ Quang. 70kg là mặt 3 dùm em nha. Rồi ai lấy ăn mặt comment đi mấy chị. 1, 2, 3, 4, 5 470 ngàn. HQ sọc dùm em nha. Sang mai lấy 3 ok chị. Nguyễn Hoa lấy 2 ok chị. 470. Rồi HQ
50 này em sale với chị bốn nữ nè. 450 siêu đẹp giùm em. Một đó chị. 450.000. Size 1 nha. Đẹp xuất sắc giùm em nè, 1 nè mấy chị. 1 nè. Size 2 nè. 1 với 2 450. 4 với 5. 1, 2, 4 và 5. 450 đang bận. Đang bận hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi. Ai lấy bộ HQ em đang bận comment nha. 4 rưỡi mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn dùm em nha. Có bộ này nè. Sang xịn sò sang. 1, 2, 4 và 5. Hết bộ này không có 3. 450.000 mấy chị. Rồi bộ này mấy chị em có một bốn nữ luôn nha mấy chị nha. Bán chia nha. Cực kỳ đẹp cái bộ này luôn. 450.000. Em có cho mình là size 1 nha. Size 2 mấy chị. Size 3. Size 4. 1, 2, 3, 4. 450.000. 5 luôn. Rồi 65kg mặc size 2 chị. Ồ cái bộ này nó đẹp mấy chị ơi. Cái bộ nó coi dễ luôn nha. Sang ơi là sang cái bộ này luôn. Rồi em cho Dung Kim lấy đang mặc nè. 1 nè. 4 rưỡi nè. 1, 2, 3, 4, 5 đang mặc. Nguyễn Hằng lấy 4 nè. 4 rưỡi. Ai lấy đang mặc comment nha. 450 mấy chị. Bộ này siêu đẹp dùm em. Bộ HQ đẹp nhất khách. Bộ này em hết 4 rồi chị lên sang. Bộ này hết 4 rồi. Dung Kim lấy bộ trước. Ok nè chị. Hãng giáo quy xinh đẹp luôn. 470 xe 3. Trời cái bộ này đẹp nhất khách. Xe 3 xe 4 mấy chị. 470. Bộ này sang lắm. Bộ này em có 3, 4 mấy chị ơi. 470 xe 3 xe 4. 3, 4, 5 mấy chị. Ngọc Trinh lấy bộ 4 rưỡi mẫu nào chị? Mẫu trước. Mẫu trước đúng không? Lấy thì cho số. Có số phận. Cho số... đây đúng không chị? Phải không? Mẫu này thì ok nha. 470 cho mèo thinh C3. Ok chị ơi. 47 nha, chứ C37 rồi. Cái bộ Dior này đẹp nhất nách, có hãng giáo quy. Em còn 3, 4, 5 mấy chị đang mặc. Cái bộ này sang ơi là sang luôn. C3, C4, C5, 470. Bộ này quá trời đẹp. Xuất sắc giùm em nha. 3, 4, 5 mới chết. 4, 7, 10 thì ho. Bộ này đẹp nhất mắt luôn giùm em. Lấy comment. Cửa giá chị. Coi bộ này em còn size 1 mấy chị. 4 rưỡi. 450.000 em còn 1. Bộ 1 này đẹp lắm luôn. 450 size 1 mấy chị ơi. Size 1 450.000.
còn đúng size 1 luôn, 450 size 1. Trời, cái bộ này nó sang lắm. Chị Ngọc Trinh ok nè. Đang mặc cho mấy chị còn đúng 1. Cái bộ này đẹp dữ dữ dằn luôn á. Hết trơn à, còn đúng size 1. 450. Mấy cái hàng này lúc trước là 49 không á chị nha. Giờ này sale bao rẻ luôn, 450 size 1. Ai lấy comment. Cái má đẹp đó nè chị. Má này bao sang luôn. 490. 1245 hàng mới. Đẹp xuất sắc giùm em. Bộ này 52 luôn mấy chị. Mà tại giờ em bán dơm cho em hết. 12345. 490. Sang ơi là sang luôn. Hàng mới. Đủ đi. Ai lấy em đang. Trời đúng. 52 đó mấy chị, xe 49. Rồi ai lấy comment giùm em nha. 450 xe 1 cho Bảo Bảo ok chị. Đang mặc rất là sang luôn. 490.000. 12345. Ai lấy em đang bận comment nha. Siêu đẹp mấy chị ơi. Size 4 cho chị Hà Chi. Ok chị, 490 size 4. Sao đẹp luôn mấy chị ơi. Bộ này rất là sang. Kim size 1, ok chị. Còn 1, còn 3, bộ này em sale 300. Cho mấy chị bận luôn. Bộ tin sale 300.000 luôn. Size 1, size 3 sale 300 tiền. Ly Phương lấy 49, size 5. Đang mặc còn 1, còn 3. Còn 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 đang mặc với chị em xe 300 bộ tim. Xe 1, xe 2, xe 3. Mèo thêm là xe 3. 1, 2, 3 với 5. Em xe 300 ngàn thôi bộ tim này. Có 5x luôn. Ai 5x thì lấy nha. 1, 2, 3 và 5. Sale 300. Bộ tem siêu rẻ luôn mấy chị ơi. Bộ này em bao rẻ cho mình luôn. Rồi 300 mấy chị. Ai lấy 300 comment 300 giùm em nha. Tem 39 đó mấy chị. 39, 400. Sale có 300 ngàn. Không mua tiếc mấy chị ơi. Siêu rẻ luôn. Dễ thương. Bao dễ thương luôn. 300 mấy chị. Ai lấy comment 300 giùm em tim. Tim 300. Đẹp giùm em. L390. Bộ này 4 rữ nè. Cái bộ nón này đẹp lắm luôn. 390 size L, size 1, size 4. L143390. Quần đi len. Đính đá siêu đẹp luôn á chị. 450 size 39. Em còn L với 1 với 4. Bộ này hơi bị đẹp luôn.
L1 và 4 nha. Rồi ai lấy comment giùm em 39. Bộ này đẹp lắm. L1 4390. Mon mon lấy 1 lấy 4 à. 390 nè. Mai mai còn tôi còn xem một ông vậy. Còn 2 bộ L thôi. Tim size 2 cho Linh Nguyễn. Còn L thôi. L là 45-55 kg mà. Size L 45-55. Minh Phạm Minh ơi. Hết. Còn L 45-55 vừa thì lấy. Còn Hạnh Mây lấy em. Lấy L. Bộ này em xe 350 em còn 1. Ngày em còn xe 1. 1 với 4. 1 và 4 nha mấy chị. 1 4 5 giùm em. 1 4 5 350. Bộ đang mặc hơi bị đẹp. Xe 1, xe 4, xe 5 350 ngàn giùm em cái. Phô 4 5 thể thao. Trời ơi, siêu rẻ luôn mấy chị ơi. 1 4 5 đây mấy chị, 3 rưỡi thôi. 350 giá quỷ diệt. Cái chất của nó mịn màng đẹp xuất sắc mấy chị ơi. Cái chất đẹp lắm. Ai lấy comment nha. Rồi đỏ thì cũng còn 4 5. Đỏ 350 còn 4 5. Ai lấy comment. Đỏ 350 ngàn còn 4 5. Bộ đỏ quá đẹp mấy chị ơi. Helen Nguyễn Lý. Đen xe 4. Rồi đỏ em còn 4 5 nữa. Đỏ 350 còn 4 5. Bộ này 350 đẹp đúng luôn. Em còn size 1, 3 rưỡi. Trời ơi cái bộ này xuất sắc luôn đó chị. Còn size 1 350 ngàn đen 1. Đen size 5 cho Phương Chi. Đen 1, 3 rưỡi. Một bộ duy nhất. Đỏ em còn 1 với 3, 350. Quý ba mấy chị, 3 rưỡi đẹp xuất sắc. Đỏ em còn 1 và 3. Trời ơi cái bộ này nó đẹp mấy chị ơi. 350 đỏ còn 1 còn 3. Cái bộ đáng đồng tiền luôn mấy chị. Cái chất đẹp lắm. 1 còn 3, 350. Đen 1 cho Dung Kim. Bộ quá đẹp. Thấy 1, thấy 2. Quá trời đẹp luôn á chị. 1 với 2. 1 2 bộ này. 1 2 3 em sale cho mấy chị 380. Trời ơi siêu rẻ luôn á chị em. C1, C2, C3 em sale 380. Bộ DC Double Rì siêu đẹp. Viền Double Rì nha. 380. Em có cho mình là 1 2 3 mấy chị. Còn mấy size thôi. Chị nào không mua này tiếc. Rồi Nguyễn Út lấy 2. L còn luôn. Bộ tim 3X hàng Nguyễn C3.
Tim ba ít. Hằng 93. Tám đổ quốc an 65 kg. Nguyễn Út em lấy rồi, còn anh L còn 1 còn 3 nói chuyện 38 hơn. Cái bộ này quá trời đẹp. L 1 với 3 là hết nha, 308. Đang mặn đẹp quá trời quý chị, còn mua mua 380. Bộ này em còn cây nhỏ mà hết 450. 380 xe 1 chị Dung Kim. Bộ đỏ này mặc Noel mặc tết với chị em, đẹp xuất sắc thằng em nha. 500 em xem với chị 450. Em còn xe 2. Xe 1 xe 2 450. Một hai bốn nữ, một hai ba, một hai ba năm, một hai ba năm mấy chị, 450 ngàn, một hai ba bốn năm có sai, 450, một hai ba năm không có 4. Rồi ai lấy lăn mặt cầm mấy chị ơi, 450 ngàn mấy chị, 1, 2, 3 và 5 hết 4 mẫu này. Thanh Tiền lấy đỏ 2 ok chị. Bốn 50. Đây 1 xe 330. Còn mấy bộ xả luôn. Xe 1 xe 33. 1 330. Xe 3. 1 với 3 mấy chị. 1 với 3 330. Đang mặc bộ đúng rồi xanh. Rồi. Ốp mấy chị ơi, bữa sau lay tiếp nha. Rồi 1 với 3 là hết. Ai lấy em đang mặc cùng anh. 1 và 3 với chị 330. Ai lấy 1 cùng anh, 1 lấy 3 cùng anh 3 nha. Bộ này hơi bị rẻ luôn á chị, 330. 380 đổi L. Trả chị Dung Kim lại. Dung Kim trả lại. Rồi mấy chị ơi đang bận giùm em ha. Chị Dung Kim bộ 380. 380. Đúng rồi con. Nó chị ơi, mai lại tiếp đó mấy chị, mai chưa em sắp xếp kịp thì em lại vọng thôi. Tối rồi em bấm like mấy chị ơi.